Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng. Sau buổi khai pháp hôm 20 vừa qua, thì hôm nay chúng ta bắt đầu vào chính thức học vãng sinh luận của Ngài Thiên Thân Bồ Tát, để cho chúng ta tăng thêm cái sự hiểu biết về giáo lý Phật Đà nói chung, cũng như là pháp môn tịnh độ nói riêng, để làm cái kim chỉ nam cho cái bước đường tu hành cầu đạo giải thoát của chúng ta. Trong cái bộ vãng sinh luận tịnh độ giảng yếu này, thì thầy dựa vào cái bộ vãng sinh tịnh độ luận giảng yếu, tức là vãng sinh luận là của Ngài Thiên Thân, Ngài tạo luận, còn giảng yếu, phần giảng yếu là phần của Thái Hư Đại Sư. Thái Hư Đại Sư là một cái vị đại sư rất nổi tiếng, rất nổi tiếng của Phật giáo cận đại Trung Hoa. Ngài là một bậc Tam Tạng Pháp Sư rất nổi tiếng, nhưng mà không may cho tăng ni tín đồ Phật giáo Trung Quốc nói riêng và Phật giáo Tịnh Độ Tông trên toàn thế giới nói chung, đó là Ngài vãng sinh quá sớm, ở ngoài 50 tuổi Ngài đã vãng sinh rồi. Tuy nhiên cho hơn 20 năm hoằng pháp thôi mà cái sự nghiệp và cũng như chiếc tác và sự nghiệp hoằng pháp của Thái Hư Đại Sư rất là nổi tiếng, rất là nổi tiếng, một bậc cao tăng phải nói là trí tuệ thâm sâu và huyền diệu. Thì qua những cái bài giảng, cái phần giảng yếu của Thái Hư Đại Sư giải thích ở trong cái bộ vãng sinh luận của Ngài Thiên Thân này, chúng ta mới thấy rằng những cái phần chỉ dạy cốt tủy của bộ vãng sinh luận cũng như là cái phần giảng yếu thật là hợp với cái bản hoài của chư Phật và của Ngài Thiên Thân, để cho chúng ta là những bậc hậu học dễ học và dễ hiểu và dễ nhớ để mà tu tập. Về cái phần đầu tiên thì thường thường bao giờ thì gọi là cái phần giới thiệu, phần giới thiệu về cái bộ giảng luận này. Phần giới thiệu ấy thì cái phần này thì chúng ta ghi là cái quyển học cái bài này là vãng sinh tịnh độ luận giảng yếu. Bài này là vãng sinh tịnh độ luận giảng yếu. Đó, mục đích ra đời của Đức Phật là ở ba cái phần này: khai, thị, ngộ nhập Phật chi kiến cho chúng sinh. Thế nào là khai? Chữ khai á, khai tức là mở, là mở ra, là bày ra, là chỉ bảo cho biết thì gọi là khai. Đó. Mở cái gì, chỉ bày cái gì và bảo cái gì? Bình thường ấy, như các tôn giáo ở trên thế giới ấy, họ đều nói là gì? Các tôn giáo ở trên thế giới họ nói là con người ta nhẫn đến vạn sự vạn vật ở thế gian này đều do một vị thần linh, đó tức là Chúa Trời, là tạo ra. Đó, vạn sự vạn vật ở thế gian đều là do Chúa Trời tạo ra. Đó. Đấy là một cái thuyết phổ biến nhất ở châu Âu. Thuyết tôn giáo phổ biến nhất ở châu Âu đó là Thiên Chúa Giáo. Nhưng còn ở Ấn Độ Giáo, khi Đức Phật chưa ra đời thì có cái thuyết gọi là Phạm Thiên. Phạm Thiên cũng chính là Chúa Trời nhưng mà cách dịch khác hơn. Phạm Thiên cũng chính là Chúa Trời, cách dịch khác, và họ đã có trước. Có trước hàng 4-5 nghìn năm. Đó. Thì nhưng mà từ khi Đức Phật ra đời cách đây 2638 năm, từ khi Ngài giáng sinh cho đến năm 30 năm sau khi Ngài thành đạo đó. Khi Ngài thành đạo thì Ngài mới tìm ra cái chân lý đó là gì? Con người ta giống như vạn sự vạn vật này sinh ra trên đời không phải là do một đấng thần linh nào tạo ra, mà đó là do nhân duyên, các nhân duyên hòa hợp mà thành. Các nhân duyên đó nó được hợp thành bởi các yếu tố, bởi các yếu tố. Các yếu tố đó là gì? Đó là tứ đại hoặc là thất đại. Tứ đại gồm có là gì? Đất,
nước, gió, lửa, phong, kiến, thức. Đó, quan điểm của Phật giáo là có tứ đại là đất, nước, gió, lửa, cộng thêm ba đại là phong, kiến và thức. Như vậy tạo thành con người, tạo thành vạn vật ở trên trái đất này. Đất là chỉ cho chất rắn, đất là chỉ cho cái tính chất rắn, đất chỉ chất rắn. Vì trong cơ thể con người chúng ta cái gì tương ứng với đất? Đó là tóc, móng chân, móng tay và xương. Tóc, móng chân, móng tay và xương là tương ứng với đất. Nước trong cơ thể của chúng ta là chỉ cho gì? Máu, máu mủ đờm dãi. Gió, gió là chỉ cho hơi thở của chúng ta. Phong đó là gió đó, chỉ cho hơi thở của chúng ta. Lửa là chỉ cho nhiệt, tức hơi ấm ở trong cơ thể của chúng ta. Không, xin lỗi, cái này là không kiến thức chứ không phải phong. Đất, nước, gió, lửa, không kiến thức. Không tức là chỉ cho khoảng không gian, tức là chỉ cho vũ trụ, chỉ cho vũ trụ. Chúng ta muốn thở được thì phải có khoảng không, phải có khoảng trống. Vạn sự vạn vật ở thế gian phải có cái khoảng không, khoảng trống thì nó mới tồn tại, giữa cái này tương tác với cái khác được. Thế còn nếu không có khoảng không thì nó chỉ là một vật, một vật thể mà thôi. Kiến, kiến tức là chỉ cho cái sự thấy biết và cái sự hiểu biết, và hay còn gọi là cái phát minh, những phát minh của con người. Thức, thức là chỉ cho tâm thức, chỉ cho tâm thức, suy nghĩ và ý thức của chúng ta. Trong nhà Phật, sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài đã phát hiện ra có 5, có bát thức tâm vương và 51 thức tâm sở. Bát thức tâm vương tức là 8 thức tâm vương, như là nhãn thức tâm vương, nhĩ thức tâm vương, tỷ thức tâm vương là mũi, thiệt thức tâm vương là lưỡi, thân thức tâm vương là chỉ cho toàn bộ thân thể chúng ta. Ý thức là chỉ cho cái tâm thức phân biệt thiện ác của chúng ta. Mạt na thức tức là chỉ cho, hay còn gọi là truyền thống thức, thì thức thứ 7. Còn a lại ra thức hay còn gọi là tàng thức, cái thức đó ở trong cơ thể, ở trong đấy là 8 thức tâm vương này, nó chỉ đạo 51 thức tâm sở. Thế là nó bao trọn cả. Như vậy là gì? Đức Phật sau khi ra đời, Đức Phật sau khi thành đạo, Ngài tìm ra vạn sự vạn vật ở trên thế gian này vận hành với nhau do gì? Do 7 đại này: đất, nước, gió, lửa, không kiến thức này. Tiếng Hán gọi là địa, thủy, hỏa, phong, không kiến thức đó. Thì tất cả ở cái đó đều do con người tạo nên, đó là hai chữ gì? Nhân duyên. Vạn sự vạn vật này nhân cộng với duyên rồi thành. Thành cái gì đó? Nhân cộng duyên thành cái gì đó. Ví dụ như trái đất, trong kinh của Thiên Chúa giáo nói là gì? Do Đức Chúa Giêsu tạo thành trái đất, tạo thành con người Adam và Eva, rồi dẫn đến cho trái đất sơn hà đại địa này là do Chúa tạo thành. Nhưng chúng ta biết đó, xét về lịch sử thì Chúa Giêsu xuất hiện sau Đức Phật chúng ta là trên 500 năm, đúng không? Trên 500 năm. Và chúng ta bây giờ là tính từ Đức Phật nhập, tính Đức Phật là sinh ra cho đến năm nay là 2638 năm rồi. 38 năm rồi. Vậy mà Chúa Giêsu mới có năm nay mới có 2000 bao nhiêu? 2014. Vậy khi đó trái đất có chưa? Trái đất có rồi, đúng không? Trái đất có rồi. Mà còn trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta ra đời, trong kinh Đức Phật nói là gì? Đã có 3 Đức Phật thành đạo và nhập Niết Bàn, và giáo pháp của Ngài đã diệt rồi. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật thứ 4. Cho nên nói là gì? Trong kệ nói là Như Lai hiền kiếp đệ tứ chung, tức là trong cái hiền kiếp này Đức Phật Thích Ca chúng ta là Đức Phật thứ 4. Trong hiền kiếp này trong kinh nói là sẽ có 7 Đức Phật ra đời.
Đức Phật Thích Ca là Đức Phật thứ tư, và sau Đức Phật Thích Ca còn một Đức Phật kế tiếp, đó là Đức Phật Di Lặc. Sau 56 vạn năm nữa thì Đức Phật Di Lặc sẽ giáng sinh và xuất gia thành đạo ở tại Cội Long Hoa, hiệu là Di Lặc Tôn Phật. Đó, chúng ta thấy nói về nhân duyên á, về trái đất sơn hà đại địa thì Đức Phật nói là gì? Trải qua một thời gian dài, một thời gian dài đó là gì? Đã trải qua là 20 chung kiếp thì thế giới mới bắt đầu thành. Mà 20 chung kiếp á, thì chúng ta biết là một tiểu kiếp, trong kinh nói là một tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng trên 16 vạn năm, nhưng mà thầy tính cho là 16 vạn năm này. Mà 20 tiểu kiếp mới là một trung kiếp. 20 trung kiếp là khi thế giới chúng ta là thành. Trong kinh Hoa Nghiêm nói thế giới thành là sao? Thế giới thành ở trong kinh Hoa Nghiêm nói là đầu tiên là những trải qua là 20 trung kiếp đầu. Trong kinh Hoa Nghiêm nói là gì? Khi thế giới thành. Thầy nói rộng thêm một chút, chúng ta biết khi thế giới thành á, không phải là một do một đấng thần linh nào, mà Đức Phật nói là gì? Trải qua 20 trung kiếp thì tất cả những cái hạt bụi ở trong không gian này, thời gian lâu dài như thế, các hạt bụi ở trong không gian do nhân duyên là nó dần dần nó qua mưa, tức là thủy tai, rồi phong tai, tức là gió, rồi hỏa tai, những cái ba cái đó, thủy tai, hỏa tai và phong tai, những cái này nó kết hợp lại với nhau và dần dần trải qua 20 trung kiếp như vậy, thì những cái hạt bụi trong không gian nó kết lại, rồi dần dần nó có cái sức hút, và nó hút lại để thành, hình thành cái thế giới, thành các hệ thiên hà. Và trải qua như vậy 20 trung kiếp tiếp theo thì khi đó dần dần các sự sống dần dần mới bắt đầu là có mặt ở trên cái hệ thiên hà đó, cái trái đất đó, cái quả đất hoặc là cái quả địa cầu hoặc là cái thế giới đó. Và sau 20 trung kiếp đó thì mới bắt đầu là mới đến là kiếp trụ, thì khi đó thì thực sự là sự sống mới bắt đầu dần dần sinh sôi nảy nở rất nhiều ở trên các trái đất đó, các cõi nước đó. Nó cho nên nữa, nhưng mà nó có tồn tại mãi không? Đức Phật nói không. Giống như quả đất của chúng ta cũng không tồn tại mãi được. Vì sao? Vì Đức Phật nói là sau trải qua 20 trung kiếp thành, 20 trung kiếp chuẩn bị để cho có sự sống đó, rồi 20 trung kiếp tiếp theo là trung kiếp trụ, rồi tiếp theo là 20 trung kiếp hoại, thành trụ hoại và không, rồi trải qua là 20 trung kiếp nữa để dành cho khoảng thời gian không. Khi không thì Đức Phật nói là sao? Vì sao nó không? Đức Phật nói là đầu tiên là hỏa tai xuất hiện. Hỏa tai xuất hiện thì Đức Phật nói là khi đó xuất hiện ở trên bầu trời của chúng ta là đầu tiên là hiện tại là một mặt trời, rồi đến hai mặt trời, cho đến bảy mặt trời xuất hiện ở trên một khoảng không gian như thế này, và trái đất của chúng ta nóng lên cũng trở thành một mặt trời. Và trải qua thời gian nóng như vậy 20 trung kiếp, 20 trung kiếp như vậy, bắt đầu thì lại gặp một trận là gì? Thủy tai. Trận thủy tai này là nước mưa đến để ngập đến cõi, ngập hết cõi tứ thiền thiên, tức là ngập đến lưng chừng núi Tu Di, theo như trong kinh Đức Phật nói. Và như vậy ở chung quanh bốn góc của núi Tu Di á, trong kinh Đức Phật nói là có bốn cõi, đó là Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiền Bồ Châu, và cái trái đất của chúng ta đang trụ này, đang ở này là ở phía chân núi, ở phía nam của núi Tu Di. Bên cạnh đó ở phía tây thì có cõi Tây Nghi Hóa Châu, và phía bắc thì có cõi Bắc Câu Lâu Châu. Đó. Trong kinh nói là cõi Đông Thắng Thần Châu thì cuộc sống của họ rất sung sướng, cho nên Đức Phật đến thế giới đó giảng pháp nó không nghe. Cõi Nam Thiền Bộ, duy nhất có cõi Nam Thiền Bộ Châu là tiếp thu Phật pháp trong bốn cõi đó. Vì sao? Vì cõi này có cái gì? Vui có, khổ có, cho nên khi Đức Phật nói về khổ thì chúng sinh nó ngấm về cái khổ thực sự ở trên thế gian,
cho nên nó tiếp thụ Phật pháp để cầu thoát ly sinh tử, là cõi Nam Thiền Bồ Châu chúng ta. Còn cõi Tây Nghiêu Hóa Châu, cõi này tuổi thọ cũng rất cao, tuổi thọ rất cao. Vì sao gọi là cõi Tây Nghiêu Hóa Châu? Vì Đức Phật nói trong kinh, nói là cái tiền tệ giao thương ở cái cõi Tây Nghiêu Hóa Châu đều dùng bằng con trâu để đổi, để làm đổi. Như mình, thế giới mình, để dùng tiền vàng bạc để làm tiền tệ, có tiền để làm cái trao đổi mua bán hàng hóa với nhau. Cõi Tây Nghiêu Hóa Châu thì dùng con trâu để làm trao đổi mua bán hàng hóa với nhau, và tuổi thọ ở thế giới đó là cũng bằng nhau, tuổi thọ rất cao, tuổi thọ rất cao, mà cứ đến tuổi đó là chết thôi. Cuộc sống của họ sung sướng như thế, sung túc như vậy, đến tuổi đó là chết, không có ai thọ hơn, mà không có người là chết yểu. Cho nên Đức Phật đến đó thuyết pháp về tứ diệu đế, về khổ tập diệt đạo, nó không nghe, nó bảo quái chúng tôi không có khổ, vì chúng tôi thì ai sinh ra cũng thọ đến tuổi đó là chúng tôi chết, cho nên nó không nghe. Đức Phật Thích Ca đến dùng thần lực đến đó thuyết pháp, nó không nghe. Rồi Đức Phật đến cõi Bắc Lưu Châu để thuyết pháp, nó không nghe được. Vì cõi Bắc Lưu Châu thì dân tình thì nó giống như là cái người châu Phi của thế giới chúng ta này. Trong kinh nói là da đen, đen vì nắng gió, suốt ngày hạn hán, quanh năm hạn hán, cho nên đói khát vô cùng, đói khát đến cùng cực luôn. Cho nên Đức Phật đến thuyết pháp, nó bảo thôi, ông nói về khổ không, vô thường, vô ngã, thì quả thực về chúng tôi từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi á, cuộc sống bấp bênh không biết trong hơi thở như thế nào. Cho nên bây giờ ông bảo chúng tôi tu, ăn chúng tôi còn chưa đủ mà no, thì huống gì mà tu, lấy gì mà tu, thời gian đâu mà tu, làm cả ngày còn chưa đủ ăn, huống chi thời gian để mà tu. Cho nên Đức Phật cũng thất bại ở cõi Bắc Lưu Châu, không thuyết pháp được. Đó, đây thầy nói thêm như vậy thì nói là gì, còn ở lưng chừng, ở dưới bốn chân núi của cái dãy núi Tu Di đó thì có bốn cõi, mà người vị vua cai quản bốn cõi này là Đức Phật nói là có một vị vua gọi là Chuyển Luân Thánh Vương, thường là cai quản bốn cõi này. Rồi ban trên, tức là ở giữa khoảng lưng chừng cái núi này thì gọi là cõi Tứ Thiên Vương. Ban trên cõi Tứ Thiên Vương đó là có cõi trời Dạ Ma và cõi trời Đau Lợi, và có cõi trời Đau Lợi, Tứ Thiên Vương, Dạ Ma và Đau Lợi. Còn cõi trời Đau Lợi thì ở trên đỉnh cái núi Tu Di đó. Thì trong kinh Đức Phật nói cái khi mà thế giới hoại đó, khi mà hết cái kiếp hoạn về hỏa tai đó, thì đến kiếp hoạn về thủy tai, tức là mưa thiên hà. Mưa ở trong thiên hà, nước dâng đến tận cõi trời, ngập cõi trời Tứ Thiên Vương, và cõi trời Tứ Thiên Vương phải di cư lên cõi trời Đau Lợi và cõi trời Dạ Ma. Đó, thì khi đó mưa hai trải qua cái thời gian mưa lâu như thế, trong 20 trung kiếp đó thì hết nắng rồi đến mưa, tức là hỏa tai xong đến bắt đầu mưa. Mưa sau đó, sau mưa một cái thì mưa tạnh đi một cái thì lại đến phong tai. Bây giờ thầy mới nói, chúng ta thấy ngày xưa Đức Phật, ngày xưa chắc chắn thời đó chưa có nung vôi đâu, nhưng mà bây giờ chúng ta mới thấy, dần dần sau này mới thấy là gì, nung vôi, chúng ta mới thấy những hòn đá. Chúng ta biết nung vôi chưa? Thấy nung vôi chưa? Những cái hòn đá nó rất rắn và rất chắc đúng không? Chúng ta có ai dùng tay để bóp được hòn đá không? Không, kể cả lực sĩ cũng không dùng tay để bóp nát được hòn đá. Nhưng cái hòn đá đó chúng ta thấy là cho vào đun củi, dùng củi hoặc dùng than, dùng than đá đó để nung lên mấy nghìn độ, đun khoảng độ tầm 3 ngày, 2-3 ngày đó đun thì bắt đầu cái hòn đá đó nó mới trắng ra. Nó trắng ra những cái hình thù của nó vẫn là hòn đá, nhưng mà nó nứt nẻ ra một chút rồi. Thì khi đó chúng ta thấy hòn đá đã bị gì? Đã bị chín đi. Cái trái đất của chúng ta bây giờ nó là cả đất cả đá là lẫn lung tung ở như thế này. Nhưng trải qua là 5-7 tiểu kiếp, chúng ta thấy 20 trung kiếp mà, thì chúng ta thấy là trải qua 5-7 tiểu kiếp hỏa tai rừng rực như vậy, thì cái trái đất của chúng ta nung đỏ ra như một hòn đá, hòn đá vậy. Khi mà
hỏa tai rút đi, lại đến thủy tai. Thủy tai tức là gì? Nước. Chúng ta thấy hoàn vôi, cục vôi và phải nước thì làm sao các quý vị? Thành cái gì? Tan thành gì? Tan thành nước, giống như một chất lỏng, giống như là gì? Là bùn đấy, đúng không? Đó. Và khi nó tan, nó thành chất lỏng, nó tan thành bùn rồi, mà cái thì tan ra như vậy. Và sau đó thủy tai rút đi đến phong tai. Phong tai nó cứ thế, nó gió, nó cứ thổi dần. Và chúng ta đặt cái cục vôi ra, chúng ta cho nước nó tại ra, khi mà nó ấy thì chúng ta thấy gió lâu ngày, gió nó cứ bay dần bụi đi, và trải qua thời gian lâu thì cái cục vôi kia hết những thành biến này, nhạt bụi nhỏ và quấn vào gió. Chúng ta thấy ở sa mạc đúng không? Mới có mấy nghìn năm cái tháp của Ai Cập đó. Cái tháp của Ai Cập mới trải qua có mấy nghìn năm, chúng ta thấy gió cát mà nó cứ từng hạt cát nhỏ li ti nó bắn, nó bay vào cái tháp mà nó làm mòn cái đá cơ mà. Làm mòn cái đá mà mới có mấy nghìn năm. Mà chúng ta biết là trên 16 vạn năm mới là một tiểu kiếp. Mà trải qua 5-7 tiểu kiếp như vậy. Đó, trong kinh Đức Phật nói, trải qua cái thời gian đó bắt đầu là gì? Hỏa, gió. Cứ gió dần như vậy và biến cái trái đất của chúng ta gì? Thì nhạt bụi bay dần và hòa vào trong không trung. Và như vậy trải qua 20 trung kiếp, cả cái khoảng không gian hiện tại của trái đất chúng ta đang trụ này, đó là khoảng cái không gian trống rỗng. Giống như chúng ta nhìn lên trên bầu trời vậy. Nhìn lên bầu trời xanh không thấy gì vậy. Nói là không thấy gì nhưng thực tế là không có. Vì tầm mắt của chúng ta không nhìn thấy thôi. Chúng ta chỉ nhìn thấy những cái gì, những cái gần của chúng ta, đó là mặt trăng vào ban đêm và mặt trời vào ban ngày. Và các vì sao chúng ta chỉ thấy một đốm sáng. Ngày xưa thì chúng ta nghĩ là gì? Mặt trăng là nơi của chúng ta, dân gian chúng ta nghĩ là mặt trăng là nơi của thần tiên ở. Nhưng thực tế mặt trăng không phải là nơi của thần tiên ở. Mặt trăng là một gì? Một hệ thiên hà. Một cái quả đất. Nhưng mà gì? Không có người cư trú. Không có sự sống ở trên đó. Có thể có những sự sống vô hình. Phải nói như sự sống rất nhỏ ở trên đó. Nhưng còn sự sống như là cây cối hay con người của chúng ta, hay như các loại động vật là lớn, là bây giờ là chắc chắn là không có. Vì sao? Vì không có nước, không có cây cối, không có oxy. Đó. Thì bây giờ mặt trăng có thể nó đang đi vào gì? Đang đi vào kiếp hoại dần dần. Đó. Đang đi vào kiếp hoại dần dần. Và gió nó cứ dần dần, nó cứ thổi, chảy có hai mấy trung kiếp, nó thổi dần dần, thổi đến mòn dần. Nó cứ thổi mòn dần. Chúng ta biết mặt trăng là toàn cát mà. Trên đây đa số cát, cát và đá, thì nó cứ thổi bay dần đi như vậy. Mà nói là hỏa tai, phong tai và thủy tai nó đến như vậy, nhưng không phải nó đến là một lúc là nó hết, mà nó cứ từ từ. Đó, từ từ như vậy, trải qua thời gian lâu dài như vậy. Và khi á, cái thế giới của chúng ta nó thành không rồi, thì đó là gì? Nhân duyên hết thì thế giới cũng gì? Cũng diệt. Khi mà nhân duyên mà gì? Nhân là gì? Đức Phật nói diệt rồi thì trải qua 20 trung kiếp thì nó lại bắt đầu thành dần dần. Những cái cơn gió thiên hà, mưa thiên hà, gió thiên hà và hỏa tai của thiên hà nó xảy ra, bắt đầu là nó lại bắt đầu nó hội tụ dần dần. Nó gió đến là những cơn gió nó quấn đến, và ở trong cái không gian vũ trụ thì chúng ta biết. Bây giờ thì chúng ta mới thấy Đức Phật, vì sao Đức Phật nói nặng như trái đất của chúng ta ở lơ lửng giữa không gian. Chúng ta có tin không? Nặng như trái đất mà lơ lửng dưới không gian. Nếu chúng ta không tin thì chúng ta nhìn lên mặt trăng, đúng không? Mặt trăng là gì? To cũng gần bằng trái đất của chúng ta, nhưng mà nó thì cũng lơ lửng ở giữa không gian. Mặt trời còn to hơn nữa, mà nó cái gì? Nó còn lơ lửng ở giữa không gian. Và các vì sao cũng đều lơ lửng giữa không gian. To như vậy còn lơ lửng giữa không gian, huống chi là để vì nó có những cái tầng khí. Tầng khí nó giữ lên nhau, cho nên khi mà những cái tầng khí nó giữ lên nhau đó, thì cái hạt bụi đó nó lại quấn lại với nhau. Khi nó quấn lại với nhau thì nó giải quả cái gió, nó quấn lại với nhau. Trong đó khi nó quấn càng nhiều một cái thì trong đó nó có cái, nó nóng. Trong lòng thì nó nóng, ngoài thì nó lạnh. Thế nó có cái sức hút, giống như lăng châm với gì? Gặp sắt ấy. Nó cứ thế nó hút vào, dần dần như hạt bụi không gian. Nó cứ thế nó hút vào. Như vậy dần dần hình thành một thế giới, trải qua 20 trung kiếp như vậy. Để nhân duyên hòa hợp lại thì nó lại gì? Lại thành. Cứ như vậy, tuần tự thế giới cứ xoay chuyển như vậy. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói đã cách đây trên 2.500 năm rồi. Các nhà khoa học bây giờ, Hòa Thượng Tịnh Không nói các nhà khoa học càng ngày càng làm rõ được cái gì? Lời giảng của Đức Phật cách đây trên 2.500 năm. Cho nên á, đây khi Đức Phật thành đạo,
Ngài khai cái gì? Ngài khai ra tất cả gì, vạn sự vạn vật ở thế gian nhấn đến con người của chúng ta đều do nhân duyên hòa hợp mà, chứ nhân với chữ duyên hòa hợp mà thành. Con người thì nhân duyên thế nào? Bốn đại, đất nước gió lửa hòa hợp cộng với không kiến thức, cộng với gì? Nhân duyên cụ thể của chúng ta là tinh cha huyết mẹ và a lại ra thức tâm vương của chúng ta, hay mình gọi là gì, linh hồn, hay gọi là thần thức của chúng ta nhập vào thai mẹ. Trong kinh nói là cái khi mà người cha người mẹ, người nam người nữ quan hệ tình ái, thì cái nếu mà người nam thì thường là thích người mẹ, người nữ thì thích người cha, và họ thấy khi mà cái dâm quang của người cha người mẹ quan hệ tình ái đó nó phát ra một luồng ánh sáng, mà chỉ có các vị, cái thần thức mình gọi là cái linh hồn đó, cái vong hồn đó thì mới thấy được mà thôi, mắt thường không nhìn thấy được, chỉ Phật Bồ Tát thì hiện thánh và những cái vị mà có duyên chuẩn bị nhập thai đó mới thấy cái ánh sáng đó. Họ thấy ánh sáng đó liền là họ gì, họ nhập thai, họ nhập thai và trụ thai rồi sinh ra. Cũng có những trường hợp là gì, bị đoạt thai. Ví dụ như cái vong, cái linh hồn đó nó nhập thai từ tháng 1 cho đến tháng 7, tháng 8, tháng 9, thậm chí gần đến khi sinh ra. Nhưng khi chuẩn bị sinh ra gặp một cái linh hồn khác, nó mạnh hơn và nó đẩy bật cái thần thức kia ra, và nó gọi là trường hợp đó trong kinh Phật gọi là đoạt thai. Đoạt thai. Và có những trường hợp á mà gì, mang thai 2-3 năm không sinh con. Đó là gì? Là vì chưa có linh hồn, mà chỉ có tinh cha, yếu tố tinh cha huyết mẹ, chưa có linh hồn cho nên thai không sinh được, hoặc là sinh ra liền chết đó. Hoặc chết lưu thai từ trong bụng mẹ, đó là vì cái linh hồn đó nhập vào rồi nhưng mà không trụ được, cho nên đẩy ra khỏi cái bào thai của người mẹ, cho nên bào thai đó không được sinh ra làm người đó, mà cầm chết lưu trong bào thai. Hoặc chúng ta biết là có rất nhiều những cái câu chuyện mà có những vị thiền sư, các ngài mang thai ở trong, mang thai ở trong bụng mẹ là 3 năm. Mang thai mẹ 3 năm. Vì sao ạ? Vì để kể một câu chuyện cho các vị, ở bên Trung Quốc thế kỷ thứ 19 có một vị thiền sư rất giỏi. Ngài rất thân với một vị cư sĩ. Ngài thì gọi vị thiền sư đã đắc đạo. Và một hôm thì vị cư sĩ rủ cái vị thiền sư này đến kinh thành để hoằng pháp. Thỉnh cái vị thiền sư đến kinh thành hoằng pháp. Thì vị thiền sư ấy bảo là gì? Là đi theo đường bộ chứ không đi theo đường sông. Thì người ta đi theo có hai đường, một là đường sông hay đường bộ. Thì cái vị cư sĩ đó cứ muốn là gì, mời thiền sư đi theo đường sông ấy, để còn du sơn ngoạn thủy, cưỡi ở thuyền ở dưới sông để còn ngắm các thứ, vừa đi vừa nhanh nữa, chứ đi bộ ở trên nó vất vả, mà không mà hàng nửa năm mới tới, đi thuyền thì một tháng là tới thôi. Vị thiền sư kia không muốn đi, không muốn đi, nhưng mà vị cư sĩ kia vừa ngày xưa chưa xuất gia là bạn của nhau, nhưng sau này xuất gia rồi thì vị cư sĩ thì cứ muốn mời đến kinh thành để thuyết pháp. Thì khi đó thì vị thiền sư kia không cưỡng lại được cái lời tha thiết của bạn của mình, vị cư sĩ đấy, thế là thôi cũng đành phải đi theo đường sông. Nhưng đi được khoảng hơn nửa tháng rồi, bắt đầu đi đến một cái bến, đến một cái bến đò rất vắng, thấy một cái người đàn bà mang thai rất là vất vả đang ngồi giặt ở dưới bờ sông. Nhìn thấy như vậy mà cái vị thiền sư rớt nước mắt, chảy nước mắt. Thì cái vị cư sĩ kia hỏi là vì sao sư phụ lại khóc. Vị thiền sư kia nói rằng á, ta đã nói với ông rồi, bảo đi trên đường bộ ông không đi, bây giờ ông bảo ta đi được, cứ bảo ta đi đường sông, vậy bây giờ đấy mới xảy ra cơ sự như thế này, cho nên ta không muốn đi là có nguyên cớ của ta. Và ông ấy dặn là thôi, bây giờ đã đi rồi, đã nhìn không nhìn thấy thì thôi, mà nhìn thấy rồi á thì ta không thể tránh được, vì đây là cái nhân duyên của ta. Trong vị thiền sư mới nói dặn là đấy, sau 3 năm sau thì bây giờ á thì ta phải đi đầu thai rồi. Sau 3 năm sau ông đến cái thôn đó, gặp một đứa trẻ tên như thế, cưỡi con trâu và đọc bài thơ như thế, thì khi đó đúng là ta. Còn thì bây giờ á thì ta nhập thai và ta sinh, thì trong chỉ cần vài tiếng đồng hồ nữa, khi mà ta sinh ra thì ta sẽ làm cái ám hiệu gì, ông vào ông thăm ta làm cái ám hiệu gì, ông gọi tên và ta cười, nhếch mép cười 3 lần đó, thì đó chính là ta. Và khi đó sau 3 năm sau thì ông đến thăm đó. Chúng ta thấy một cái bà sản phụ mang thai hơn 3 năm
chưa có thần thức giá thai cho nên không sinh ra. Mà sau khi cái vị thiền sư đó đi qua, cái thai đó chính là nhân cái duyên của cái vị thiền sư đó vậy. Cái duyên là để duyên ông phải nhập thai ở cái kiếp sau nữa. Đó. Nhập thai một kiếp nữa, khi đó ông mới hoàn toàn nhập niết bàn. À, phải nhập thai và ông phải sinh ra một lần sinh nữa. Mình gọi là gì? Nói nôm na giống như ông chứng được quả A-la-hàm rồi, phải một lần sinh nữa thì mới chứng được quả A-la-hán, mới thực sự nhập niết bàn. À, nó tương tự như vậy. Cho nên sau khi mà ông ấy nói xong như vậy thì liền là ông gì? Ngồi an nhiên thoát hóa ở ngay trên cái con thuyền mình đang đi vậy. Và cái vị cư sĩ này thấy lạ quá, mình thấy là thấy cái bà kia là gì, bê cái ổi cái bụng mang thai to bụng bầu đi về nhà. Thế vì cái vị quan kia, cái vị cư sĩ kia cũng đi theo vào, vừa về tới nhà thì bà kia chở dạ và sinh ra đứa trẻ. Đứa trẻ vừa sinh ra thì nhìn thấy cái vị cư sĩ kia nhếch mép cười ba lần, thế là thôi. Vị cư sĩ như biết vậy bắt đầu là quay lại chùa, ngôi chùa cũ thì nhìn thấy là vị thiền sư đã viết một cái di chúc để sẵn ở trong phòng của mình rồi. Đó, để sẵn di chúc ở trong phòng mình, nói về cái nhân duyên vì sao mà tôi không muốn đi cái đường sông. À, nói rõ hết. Thì khi đó vị này biết. Và sau 3 năm sau thì vị cư sĩ này lại quay trở lại cái làng đó. Khi về đến cái làng, vừa đến cái làng đó thì nghe một cái tiếng một cái đứa mục đồng, cái đứa trẻ chăn trâu, cưỡi trên con trâu và vừa gõ vào cái sừng trâu và vừa đọc cái bài kệ. Lâu lâu tôi không nhớ cái bài kệ đó. Phải nói bài kệ xong một cái thì ông cư sĩ kia tiến đến gặp, hai người trò chuyện với nhau một chút, xong bắt đầu thì cái đứa trẻ chăn trâu mục đồng kia là cưỡi lên lưng trâu và cười khà khà và đọc, vừa đi vừa đọc bài kệ và là biến hút vào, mất vào trong cái cánh rừng. Đấy, thực sự khi đó mới là chứng quả và nhập niết bàn rồi đó. Cho nên chúng ta thấy đấy là trường hợp gì? Có nhân, tức là bà mẹ kia nhân là mang thai rồi nhưng mà duyên chưa đến thì vẫn chưa sinh con được. À, duyên chưa đến chưa sinh con. Cho nên dân phải kết hợp với duyên đầy đủ thì nó mới thành, thì chúng ta sinh ra cũng như thế. Cho nên khi Đức Phật ngài thành đạo, ngài khai cái gì? Ngài khai là khai mở cái chi kiến Phật cho tất cả chúng sinh. Ngài nói về gì? Nói về tứ diệu đế, như là khổ tập diệt đạo, để cho chúng sinh biết, để cho nguyên nhân của khổ là do đâu? Do tập. Mà muốn diệt được khổ thì phải tu gì? Tu 37 phẩm trở đạo và các pháp môn mà Đức Phật đã chỉ dạy. Đó là con đường để đưa đến diệt khổ, thì sẽ chứng được thánh quả và sẽ thoát khỏi luân hồi. Hoặc Đức Phật lại thuyết về 12 nhân duyên. Đặc biệt cái này Đức Phật thuyết 12 nhân duyên: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên ái, ái duyên thụ, thụ duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão, bệnh tử, ưu bi, khổ ưu não, sầu ưu não. Đó ngài khai cái đó. Rồi ngài còn khai là gì? Khai là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đều có Phật tính, tức là đều có cái tự tính thanh tịnh giác ngộ như là Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Dược Sư và 10 phương chư Phật đã thành. 10 phương chư Phật sắp thành và 10 phương chư Phật sẽ thành, tức là tất cả chúng ta đều là chư Phật sẽ thành. Vì sao lại gọi là đều là chư Phật sẽ thành? Vì tất cả chúng ta đã được gì? Ít nhiều đã được Đức Phật khai thị cho chúng ta bằng gì? Bằng những lời dạy của ngài thông qua ba tạng kinh điển, đó là kinh điển, luật điển và luận điển. Ba tạng thánh điển của Đức Phật đó là kinh, luật, luận. Chúng ta đã học, đã được nghe, đã từng đọc tụng, tức là cái nhân khai ngộ của Đức Phật đã gieo vào trong cái biển tàng thức A Lại Đa của chúng ta rồi. Cho nên khai tức là khai mở cái chi kiến Phật cho tất cả chúng sinh, thì tức là chỉ bảo cho tất cả chúng sinh là gì? Đều có thể thành Phật, như là ngài, không có khác. Cho nên trong kinh Pháp Hoa ngài nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành và chúng sinh là Phật sẽ thành. Đó chính là thị, chỉ bảo cho chúng sinh đó. Thì khi chúng sinh nghe rồi thì sẽ ngộ nhập chi kiến Phật. Ngộ nhập thì chi kiến Phật, chúng sinh nghe rồi thì sẽ ngộ nhập được chi kiến. Thế nào là ngộ nhập chi kiến? Chúng ta ngộ nhập chưa? Ngộ rồi. Nhập chưa? Nhập rồi. Nhưng mà hoàn toàn viên mãn chưa? Chưa. Chúng ta có ngộ có nhập rồi nhưng chưa viên mãn. Thầy cũng có ngộ có nhập rồi nhưng chưa viên mãn. Thầy thì cao hơn các quý vị một chút, đó là gì? Đã dứt bỏ được ngôi nhà thế tục và một phần phiền não. À, dứt bỏ được ngôi nhà thế tục. Người xuất gia thì có ba bậc là phải ra đi, tức là thứ nhất là xuất thế tục ra. Thứ nhất là xuất thế tục ra. Xuất gia có ba nghĩa.
Nghĩa thứ nhất là thuế tục ra, thứ hai là xuất phiền não ra. Thứ ba là xuất tam giới ra. Đó, người xuất gia phải ra ba cái này. Bây giờ thầy đấy gì? Thầy hoàn toàn đã ra được cái này. Ra được cái nhà thứ nhất, đó là xuất thế tục gia. Tức là dứt bỏ tình cảm bố con, mẹ con, anh em, vợ chồng, vân vân đó, không lập gia đình, phát nguyện sống một đời là gì? Tịnh hạnh. Trên thì khất cầu giáo pháp của Đức Phật để minh tâm kiến tính, dưới thì tùy duyên tùy thuận để hoằng hóa giáo lý của Đức Phật đến với chúng sinh, khiến cho chúng sinh cũng được dần dần được tỏ ngộ như mình và như Phật. Đó gọi là cái ngôi nhà đầu tiên xuất thế tục ra. Cái này có dễ không các quý vị? Dễ không? Tưởng chừng là dễ nhưng không phải dễ đâu. Các Phật tử chúng ta đừng nghĩ là dễ. Bây giờ thầy cứ nói thật thế này nhá. Các Phật tử thì đi tu như thế này, đến chùa tu như thế này á, thầy giảng xong một cái mắt trước mắt sau một cái là phắn về nhà luôn. À, phải chạy cho thật nhanh. Vì sao? Vì cái ngôi nhà thế tục, cái tình cảm, tình ái nào là vợ chồng, con cái, cháu chắt, ông bà, gia đình sum vầy với nhau, nó tạo thành không chỉ một đời này mà nói gì? Nó từ vô thủy kiếp cho đến nay rồi. Cho nên á, nó dày đặc và nó cô đọng lại, khiến cho chúng ta chỉ muốn dứt nhưng chẳng dứt được. Đến chùa một buổi sáng thôi, hoặc phát nguyện một ngày thôi, nhưng mà đến chiều chiều lại cứ nhìn đồng hồ luôn, xem đã đến khóa lễ chưa. 5 giờ mới khóa lễ thì bảo là sao hôm nay nhà chùa lại lên muộn thế, chậm 5 phút thôi. Và mọi khi 5 giờ mà nay 5 giờ 5 phút rồi vẫn chưa lên, còn 5 phút thôi mà chúng ta đã thấy thì nóng ruột rồi. Vậy thì để nay về chắc chắn là về muộn hơn 5 phút rồi. Mà 5 phút vẫn chưa thấy các sư ông sư bác lên thì chắc là có khi phải 15, 20, 30 phút nữa về nhà lại muộn mất rồi. Đó, tâm thức của chúng ta cứ luôn luôn theo đuổi cái gì? Cái đó. Cho nên á, để mà xuất được cái ngôi nhà thế tục là cả một cái quá trình. Hoặc là bây giờ đấy, các vị đi tu như đi đến chùa tu như này, thấy các quý thầy tu được ngon lành cảnh đạo ha. Con nữa, cháu nhà con nó có đứa nào muốn đi tu không? Con cúng thầy ngay, cho đi tu ngay, ok ngay đúng không? À, nhưng mà khi mà nó vào chùa một thời gian, nó thấm được cái tương cà ở trong chùa đó, nó thấm được cái cuộc sống tuy là đơn sơ đạm bạc nhưng mà thanh tịnh, vô cầu, vô ẩn vô não, hướng thiện vân vân đó, mà muốn thoát ly sinh tử đó, chỉ cần nó hở ra hay bà ơi cho con xuất gia đó, ui chết chết chết, cháu đừng có nói thế, bố mẹ cháu mà nghe thế là chửi bà chết đấy. À, rồi cấm cả bà đi tu đấy, à đi chùa đấy, cấm cả bà cháu đi chùa đấy, chứ cháu đừng có nghĩ thế nhá. Đó, bước đầu tiên là chúng ta ngăn chặn từ xa, chiếm đến 99% là như vậy. Vì sợ con trai, con gái, con dâu, con rể không cho đi chùa nữa, cho nên gì ngăn cháu luôn. Và thậm chí thấy nguy hiểm một cái là thôi thôi, mai thôi cháu ở nhà nhá, đi học với bà đi chùa thôi, thậm chí đi là còn giấu cháu nữa. Đó là gì? Cái tình cảm, tình ái của thế gian đó là gì? Đó chính là ma vương, nó thiên ma ba tuần, nó không muốn để mất đi một quyến thuộc của nó, không muốn để mất đi một kẻ hầu người hạ của nó. Chúng ta bây giờ đại đa số là kẻ hầu người hạ của ma vương đó. Chúng ta là con của ma nhiều hơn là con của Phật đó. Đó, chứ không phải chúng ta là đệ tử Phật mà chúng ta đã là đi quy Tam Bảo mà là con của Phật luôn đâu. Con của ma hiện tại chúng ta 70-80% thì con của ma thì 10-20% thôi. Đó, chúng ta cứ nhìn vào cuộc sống của chúng ta hàng ngày, tham sân si đó chính là gì? Là mồi nhử của ma vương, là đường lối của ma vương, là con cháu của ma vương. Mỗi khi chúng ta khởi cái niệm tham bất cứ một cái gì đó thì chúng ta là ma rồi, không phải là Phật, không phải đệ tử Phật. Khởi lòng sân dần một cái thì chúng ta liền là đệ tử của ma, chứ không phải là con của Phật. Ngu si mê mờ, không có chính kiến, nghe chính pháp mà nghĩ là tà pháp. Thấy người xuất gia bảo họ là chán đời, thất tình lục dục, vân vân đó, vân vân. Những cái đó chúng ta thấy, để mà ra được khỏi cái ngôi nhà thế tục này không phải là một cái là dễ.
phải là một cái quá trình đấu tranh với tự bản thân rất lớn. Những người xuất gia trên từ Đức Phật, chúng ta biết ngày xưa Đức Phật đấu tranh mất bao nhiêu năm không? 58 tuổi ngài đã có ý định xuất gia rồi. Bao nhiêu lần xin với phụ vương mẫu hậu xuất gia không cho. Nếu mà ngày đó ngài cứ cố tình ngài xuất gia thì có được không? Chắc có thể cũng được. Nhưng mà sao? Cũng vì là gì? Muốn nghĩ đến cái công ơn sinh thành dưỡng dục của vua cha và mẫu hậu, cũng như là sự chân thành của hoàng thân cốt thích. Cho nên gì? Khi mà nghe phụ vương nói là gì? Con mà muốn đi tu á, thì gì? Con không để đánh mất cái dòng giống của họ Thích nhà ta. Con phải sinh cho ta một đứa cháu đích tôn, sau này có người nối dõi vương vị, nối dõi ngai vàng đã, thì khi đó ta mới cho để cho con xuất gia. Nghe vua cha nói như vậy thì Thái tử Tất Đạt Đa liền cũng phải ưng thuận, là đến năm 15 tuổi liền phải ưng thuận là gì? Để cho cha kén chọn cho mình một người vợ, đó là bà Gia Du Đà La, công chúa Gia Du Đà La ở một nước ở bên cạnh đó. Và chung sống với nhau 4 năm thì ngài sinh được một đứa con trai, đó là ngài La Hầu La. Khi đó thì ngài mới gì? Mới dứt được cái tình gì? Cái tình phụ tử, tình mẫu tử và tình thâm tình cốt nhục, để mà vượt thành xuất gia. Khi mà vượt thành xuất gia, ngài có phải chiến đấu với tâm, cái tâm lý của mình không? Có. Ngài cũng phải chiến đấu với tâm lý. Và tất cả những người xuất gia, đệ tử của Đức Phật cũng đều phải chiến đấu với mình. Và tôi ngày xưa từ khi mà đọc được Kinh Phật Bà Chú Ba Chủ Hương 1 lần rưỡi, tôi biết, tôi thấy đến tượng Phật là ngày 19 tháng Giêng, à ngày 9 tháng Giêng năm 2004, và đến ngày 15 tháng 4 mới chính thức được cầm trên tay quyển Kinh Phật Bà Chú Ba Chủ Hương. Đọc quyển Kinh Phật Bà Chú Ba Chủ Hương đó 1 lần, và đọc 3 lần cái quyển Địa Mẫu Chân Kinh. Thấy là gì? Sơn Hà, Đại Địa vân vân đó, trong Kinh Địa Mẫu Chân Kinh đó nói đều do mẫu, đều do địa mẫu là tạo thành. Con người, vạn vật cũng đều do địa mẫu tạo thành, vân vân. Mình thấy cũng vô lý. Vì sao? Khi mà đọc thấy lần thứ nhất, lần thứ hai, thấy là cũng hay quá. Thế khi đó mình có ốm đau, mình bảo vậy á thì mẫu sinh ra con, tức là mẫu là mẹ của con. Bây giờ con chí tâm chí thành cầu người mẹ là gì? Là ban cho con sức khỏe, ban cho con hạnh phúc, ban cho con sự an vui, ban cho con sự không già bệnh chết. Nhưng mà sao? Cầu hoài, cầu 3-4 ngày mà sức khỏe vẫn cứ ốm đau lăn lóc như thế. Thế trong tâm mình, và thế thì không phải là mẫu sinh ra mình, không phải là mẫu sinh ra tất cả ở thế gian này rồi. Nếu mẫu mà có quyền năng là thì sinh ra cả trái đất vạn sự vạn vật, cho ai sống người đó được sống, bắt ai chết người đó được chết đó. Thì bây giờ mình chí tâm chí thành cầu mẫu để cho mình khỏe mạnh như thế, an vui hạnh phúc như mẫu chẳng cho mình, thế cho nên không ổn. Đọc Kinh Phật Bà Chú Ba Chủ Hương, cầm Kinh Phật Bà Chú Ba Chủ Hương đọc lại lần thứ hai, đọc đến một nửa, già nửa cái lần thứ hai đó, đến cái đoạn mà Diệu Thiền, công chúa Diệu Thiền đó xuất gia thành đạo ở Đồng Hương Tích, và cha của ngài mà bị bệnh đó, bệnh phong bệnh hủi đó, do trước đây là đốt chùa giết sư và cấm con gái của mình xuất gia đó, thì cho nên sau này bị cái bệnh cùi, tức là bệnh hủi đó. Chúng ta biết bệnh hủi người xưa rất khó chữa. Nhưng khi bị bệnh như thế, biết được cái tin là cha bị bệnh, thì công chúa Diệu Thiền là, tức là Phật Bà Chú Ba Chủ Hương, sẵn sàng móc mắt chặt tay, lấy máu, lấy cánh tay của mình. Chúng ta biết một người con gái mà chặt đi cánh tay thì còn gì người con gái nữa, đúng không? Đôi mắt mà móc cả đi hai con mắt rồi thì còn gì mà nhìn nữa. Móc cả hai con mắt, chặt cánh tay của mình như vậy, lấy máu, chữa bệnh cho cha, làm thang, làm dược để chữa bệnh cho cha. Đọc đến đoạn đó cảm động quá. Và cảm động hơn nữa là gì? Sau khi ngài phát nguyện, là đọc cái đoạn ngài phát nguyện, ngài nói là gì? Tâm của tôi khi móc mắt chặt tay lấy máu để cứu cha đó, với cái tấm lòng thành kính tha thiết như vậy, không có hư dối, một lòng tri ân báo ân cha mẹ không có hư dối, thì nguyện cho mắt tôi lại lành, tay tôi lại trở lại như cũ. Thì ngài vừa phát nguyện xong, mắt của ngài lại trở lại như cũ và tay lại mọc ra. Mà không chỉ mọc một tay, mà mọc đến gì? Hàng nghìn cánh tay. Mỗi một cánh tay lại gì? Có một gì? Một con mắt ở trên đó. Đọc đến cái đoạn đó mà cái tôi thực sự cảm động, chảy nước mắt và bảo là gì? Đây mới là con đường mình phải đi. Đặt quyển kinh xuống khoảng độ hơn 1 giờ sáng.
đêm ngày 19 tháng Giêng năm đó, và bắt đầu là phát nguyện xuất gia, chọn ngày xuất gia, chọn vào ngày 8 tháng 2 năm 1994, thế là xuất gia. Đó, thì chúng ta thấy, nhưng khi đó thì xuất chọn rồi, phát nguyện rồi, thắp hương đốt trước gia tiên rồi, nhưng mà trải qua 20 ngày, tức là từ ngày 19 cho đến ngày 8, 19 tháng Giêng cho đến ngày 8 tháng 2 đó, thế bao nhiêu ngày? Gần 20 ngày đúng không? 19 ngày. Trong 19 ngày đó, tâm mình nó phải chiến đấu rất nhiều. Chiến đấu làm sao? Mình bỏ đi tu. Từ trước đến nay không có ai đi tu. Cả cái dân tộc thiểu số nhà mình chưa có ai đi tu. Mà đi tu nó như thế nào nhỉ? Đi tu thì Phật bảo cho ba đi tu thành Phật, mình có thành Phật được không? À, đưa ra rất nhiều câu hỏi. Và khi đó tự câu hỏi nó đưa ra. Mình đi tu ở nhà thì bố mẹ ai là người chăm sóc khi về già? Mình là cái người con trai duy nhất trong gia đình, thậm chí là trưởng họ nữa. Đi tu như vậy thì sau này mồ mả tổ tiên ai là người trông nom, ai là người hương khói? Như vậy mình có phải là một người đứa con bất hiếu không? Thậm chí đại bất hiếu không? Vân vân. Nó cứ mênh mà nó nghĩ lên. Rồi hai đứa em gái nhỏ nữa, ai là người đi làm giúp mẹ để mà cho hai đứa em nó có miếng ăn, để cho nó được đi học với bạn với bè, vân vân. Thậm chí là gì? Còn cô bạn gái mới quen nữa. Hả? Đó, chia tay làm sao đây? Mới là mấy tháng trước và nói yêu thương nhau ngọt ngào, bây giờ mà bảo là chia tay nhau để xuất gia đi tu, làm thế nào? Rất 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 nhiều cái luồng tư tưởng nó nổi lên ở trong tâm những ngày đó. Và những ngày đó phải nói là gì, thầy? Ngày đó có thể phải nói là gì? Khóc hết nước mắt, khóc khô cạn nước mắt vì tất cả những cái luồng tư tưởng đó. Nhưng ý chí xuất gia đã thắng tất cả. Ý chí xuất gia, xuất thế tục gia đã thắng tất cả. Vì thầy đã phát ra ba lời đại thể nguyện. Lời thể nguyện thứ nhất là gì? Đã ra đi khỏi lưới che làng, trên đầu còn sợi tóc, tức là không phải chưa được cạo tóc, chưa là người xuất gia đó. Cho dù thịt nát xương tan, không bao giờ quay lại lý tuệ làng khi mình còn là một anh thanh niên, đầu xanh tuổi trẻ, như là một người tại gia bình thường. Cho nên phải tu tập học hành bằng mọi giá, phải được cạo tóc khi đó mới quay lại lý tuệ làng, cho dù thịt nát xương tan, ở dọc đường không bao giờ quay lại. Đó là lời đại nguyện thứ nhất. Đại nguyện thứ hai, đó là gì? Nghe cái ông cụ bên cạnh ấy, người thì cụ vốn là cái người... người quê gốc của cụ là ở Nam Hà, Phủ Lý. Thế cụ lên làm rể bên đó, ngày xưa còn bé cụ ở nhà cũng hay đi chùa. Thì cụ cũng biết là gì, ông cũng hay đi chùa và thỉnh thoảng ông ấy đi xuống biển xuôi, ông cũng biết. Ông bảo là người đi xuất gia, ông bảo là gì? Ông bảo là người nào giỏi á thì 3 năm thì sẽ lên sư bác. À, khoảng độ tầm 1 năm đến 2 năm thì được cạo tóc làm chú tiểu, và 3 năm thì lên sư bác. Và khoảng 5 đến 10 năm thì bắt đầu là lên sư cụ. Đấy, ông không nói là sư ông mà gọi là sư cụ. Thì mình mới bảo là thế thì mình cũng phải phát nguyện là gì? Phấn đấu làm sao học để 3 năm để được lên sư bác. Đó là lời phát nguyện thứ hai, phải phát nguyện về học hành, về con đường học tập là phải cố gắng để học như thế. Và lời phát nguyện thứ ba là phát nguyện mà cao nhất. Chính vì cái lời phát nguyện đó cho nên thầy mới giữ được cái phong thái như ngày hôm nay, và thậm chí phải giữ mãi mãi về sau nữa. Đó là phát nguyện là gì? Một đời này, một kiếp này tu hành phải được giải thoát. Không được thành Phật như Diệu Thiện, nhưng cũng phải được giải thoát, không bị sinh tử luân hồi ngay trong cuộc đời này nữa, chứ không để đến đời sau nữa, không để tái sinh đời sau nữa. Cho nên ba cái đại nguyện này, đó theo thầy thì cái đại nguyện thứ nhất đã làm được. Làm được. Nhưng mà các vị biết là khi vào chùa Hương á, thượng tọa chủ trì thì đồng ý cho tu, nhưng mà một cái sư bác á, ở làm trưởng cái phòng thiền ở trong chùa Hương á, cứ nhìn thấy đâu là người thầy đuổi, thầy chửi, thầy mắng, thầy đuổi, thậm chí là thầy chỉ có chưa đánh thôi, nhưng thầy bắt đứng giữa ngoài trời mưa chắp tay để thầy đuổi hàng tiếng đồng hồ, lướt sấm mà lạnh run cầm cập, lạnh tháng 2 ở trong chùa Hương miền núi mà lạnh run cầm cập như vậy. Xuống đến 90 độ mà ướt, đứng ướt sũng ngoài trời vẫn cứ phải đứng, chắp tay mà cứ run bần bật, thậm chí là muốn đổ ở ngoài sân nhưng vẫn phải đứng. Ông chưa cho vào, không được vào, ông đứng trên hiên, ông chửi mình, cứ phải đứng ngoài sân, ông chửi. Và ông đuổi, ông quyết đuổi bằng được thì thôi. Đó. Chứ đi tu nó như thế các vị ạ. Không có như các chú, các bác, các cô của thầy bây giờ đâu.
đến tu thậm chí là còn dối cả thầy nữa, chứ không phải là đơn giản đâu. Đó. Thậm chí thầy còn phải nịnh nữa, phải lừa nữa, chiều như chiều vong nữa. À. Thầy bây giờ chiều tiểu như chiều vong. Nhưng ngày xưa thầy đi tu thì đấy, như thế đấy, đuổi 3 tháng trời đuổi như vậy, nhưng nhất quyết phải học, nhất quyết phải tu. Vì sao? Mình đã phát ra 3 đại nguyện rồi. Mà đặc biệt là gì? Không nhớ nhà. Đã đi rồi, ra khỏi phát nguyện, ra khỏi nhà thế tục thì không được nhớ nữa. Cho nên bây giờ mà các bác, các cô, các chú, bây giờ mà thầy mà đuổi một chút là nghĩ ngay về nhà ngay. Nghĩ thế nào? Ôi rồi con tưởng là đi tu, con đến chùa dự các khóa lễ, khóa tu, pháp hội, khóa lễ, khóa tu cho sinh viên, pháp hội cho các Phật tử nha. Thấy là thầy từ bi thế, nhìn như ông Phật nữa. Nhìn các sư ông, sư bác nói tưởng là tu ngoan lành lắm. Mà về bây giờ vào chùa một cái thì làm suốt ngày. Sai một tí là các sư bác, các sư ông lớn lớn hơn lại mắng. Các sư tỷ lại nói. Rồi các vãi, dân tình lại để ý nữa. Chẳng thương mình chút nào cả. Bỏ cha bỏ mẹ ra đi khó lắm rồi. Đến đây trái thương. À, cho nên nghĩ như thế. Mới hơi một tí lại nghĩ thôi. Về với vòng tay ấm áp của mẹ mình thôi. Về với gia đình, về với tình yêu thương đùm bọc của cha thôi. Bạn bè mình đầy ở nhà cơ mà. Về. À, và bắt đầu về, về. Ý thức khi mà mình khởi lên tâm về một cái, liền thiên ma 3 tuần nó biết là ồ, nó chuẩn bị thoái tâm rồi. Cho mấy cái con ma nhỏ đến là gì? Thúc đẩy cho nó tí nữa. Thậm chí nó hiện ra cái tiếng nó nói ra cho mình nghe là gì? Thôi, mày không tu được đâu, mày đi về đi. Hả? Có không? Có. Thầy có một vài đệ tử nói gì? Cứ lên khóa lễ thì nó lại bảo nghe tiếng văng vẳng bên tai này, không tu được đâu, đi về đi. Ở trong chùa này vài hôm nữa là điên đấy, là chết đấy, tôi sợ. Đó là chính là gì? Khởi cái tâm tà mà cái thì ma sẽ gì? Sẽ bảo phá. Đó. Cho nên người muốn tu được phải vượt qua được nó. Thầy ngày xưa bắt đầu vào đến chùa một cái, bước lên xe một cái là mọi phiền não bỏ lại hết đằng sau lưới che làng. Vào tới chùa Hương một cái chỉ có một lòng cầu học thôi. Thậm chí đi bắt đầu đi trên đường có một cái cô gái quê ở Hải Phòng, nhà nó hay lên cái nhà ở bên cạnh, nhà bên cạnh của thầy á. Cô ấy chắc cũng có tương tư hay sao ấy hả? Thế cô ấy bắt đầu là thấy thầy đi, cô ấy viết lá thư, thế chưa kịp đọc. Chưa kịp đọc mới để cầm, thế là cho vào túi để cô ấy mang ra tận cửa, chạy theo mang tận cửa để viết một lá thư. Chắc thầy nghĩ là có một cái gì đó, tình ý bảo là em sẽ đợi hai nhà hay cái gì đó, có thể thế. Có cái cảm nhận như vậy, vì trong khi còn ở nhà thì biết mà, mình biết. Nhưng mà tính không phải là một con người lăng nhăng, cho nên không bao giờ để cho người ta phải phiền não về mình. Tự người ta khởi thôi chứ mình không làm cho người ta phiền não. Thì khi vào tới cái bến cái sân Thiên Chủ một cái, sờ vào túi một cái, thấy cứng cứng, lấy ra để lá thư một cái, liền nghĩ là gì? Bố mình còn bỏ được, mẹ mình còn bỏ được, anh em ruột thì còn bỏ được, người bạn thân nhất của mình còn bỏ được, huống chi một lá thư. Cho nên liền là cho vào lò hóa sớ, không cần bóc. Đó. Và nhất quyết không cần bóc và không cần biết nói gì. Nếu biết nói gì thì mình còn vọng tâm, mất một thời gian ngắn nữa. Cho nên cho vào gì? Nhờ lò hóa sớ, nhờ Đức Phật đọc cho mình không phải đọc. Đó. Tu như thế, còn chưa ăn na. Vào trong đó, ở trong đó thì người đuổi rất nhiều. Đuổi nhiều thì cái đệ tử lớn thứ hai của Hòa Thượng Chùa Hương đó, đưa lên trên chùa thầy. Đưa lên chùa thầy tu trên đỉnh núi, 9 tháng ở trên đó, suốt ngày chỉ đi là gính vôi, gính vữa. Ở từ dưới chân núi lên đỉnh núi chùa thầy, mỗi ngày 4 gính như vậy, thổi cơm, gính nước, đập đá, làm mọi công việc còn vất vả hơn các chú các cô bây giờ rất nhiều. Không có thời gian để học. Học thì về gì? 24 uy nghi, kinh A Di Đà, chú đại bi, cúng cháo, thỉnh chuông, cảnh sách đó. Đi gính vôi, gính cát đều chép thành từng miếng giấy nhỏ cho vào túi. Lúc đi xuống thì cứ dở ra đọc. Sau lúc đi lên thì nghỉ giải lao. Chú các viên vị viết gính lên trên cái đỉnh núi đó phải nghỉ là 2 chặng. Mỗi khi nghỉ là 5 đến 10 phút lôi ra đọc. Đó. Tất cả việc học của thầy ngày xưa chỉ có như vậy. Nhưng mà được một gần một năm sau, tức là 7-8 tháng sau đó, cô em gái cô lên tận chùa thầy cô tìm. Vì có một bà cụ, bà ấy đi chợ bán lá gần chỗ chùa thầy ấy. Chỗ chợ chùa thầy. Bà ấy nhìn thấy, bà biết đây là con nhà đấy mà. À, bà thấy về bà mới mách. Bà mách về, bà mách với bà cụ là đấy, tao thấy nó ở trên chùa thầy ấy. Hàng ngày nó cứ đi chợ trên chùa thầy, nhưng mà tao sợ nó trốn đi, cho nên tao về, tao ở yên, tao về, tao bảo mày. Cho mày về lên mày tìm, nó có ở chùa Hương như mày nói đâu. Thế thì bà cụ thì mình thì nói dối với người nhà là gì? Nói dối một cách rất là ngoạn mục là gì?
con đi đến chùa Hương làm công quả 3 năm, 9 tháng, 10 ngày con sẽ về. Về với gia đình, về để lấy vợ, sinh con, rồi hầu hạ bố mẹ tuổi già. Cứ yên tâm. À. Nói dối một cách ngoạn mục như vậy, cho nên mẹ cứ tưởng là mình là chủ hương. Thế đâu có ngờ là con đã phát nguyện đi tu từ khi ở nhà rồi. Đó. Thế sau đó thì mẹ mới cử em gái lên để tìm. Lên tìm các vị biết không? Vì muốn xuất cái nhà thế tục ra khỏi cái nhà thế tục một cách triệt để. Cho nên tôi nhất quyết không nhận. Ngày đó cái chồng của cái cô em gái bên dưới thầy bây giờ nó mới yêu nhau, hai đứa nó lên. Nó đi xe khách lên tới thị trấn Quốc Oai và nó đi bộ từ đấy lên đến chùa thầy mất khoảng độ 5-6 cây số. Đi bộ phải mất 2 tiếng. Nó lên tới khoảng độ gần 11 giờ trưa. Nó nhìn thấy mình nhìn thấy nó, mình giật mình một cái. Thoáng giật mình một cái mình liền chấn tĩnh ngay. Bảo nhất quyết không nhận. Thế là quay lưng bỏ đi vào làm công việc Phật sự ngay. Thì nó đến nó nhìn thấy nó chào mình cứ giả tỉnh bơ như không ấy. Như là không nghe gì. Rồi nó chào mấy lần không thấy đâu, nó khóc. À, hôm nào các cô có hỏi cô em gái của thầy có đúng thế không? Nó khóc chạy ra chạy vào, nó gặp các bãi các Phật tử, nó khóc, nó bảo anh của cháu. Các Phật tử thấy biết là anh biết là nó là em gái rồi, chạy vào cứ bảo chú thôi chú nhận đi cho các em nó đỡ tủi thân. Thế mình bảo thế các cụ hay nhỉ, nhà tôi có một mình thôi thì có ai nữa đâu, có em nào nữa đâu, có một mình thôi, có mình là con một xuất gia rồi còn ai nữa đâu. Thế thì nó đọc cả tên, đọc cả địa chỉ, đọc cả tất tất cho các cụ, bố là gì, mẹ là gì, thế ai bảo cho nó biết. Thế các cụ bảo thế đúng rồi mà 100% rồi. Các cụ bảo vào mình bảo không, chắc nó ở làng bên trên, thế nó đi lễ nó nhìn thấy quen quen rồi nó nhận nhầm một mực như thế. Xong rồi bảo nói như vậy, nhưng bảo các cụ thôi thế qua 12 giờ rồi các cụ rồi dọn cơm cho chúng nó ăn, chắc nó là người ở đâu đi lễ cho dù như thế nào để cho nó ăn một bữa. Sau rồi 2 giờ chiều thì chúng nó về. Nó về nó nói với mẹ là anh bây giờ thay đổi lắm rồi. Anh không phải là anh của nhà mình ngày xưa nữa. Không phải anh của con ngày xưa. Anh bây giờ anh đi tu ở chùa giàu có, anh kêu rồi. Anh ấy không nhìn ngó đến mẹ con nhà mình nghèo khổ nữa. Và trước đây thì bà cụ hàng ngày nhớ nhung mong con từng ngày từng giờ. Nhưng bây giờ quay lại hân rồi thì giảm được 50%. Đấy là cái cách mà mình làm cho mẹ mình bớt đi cái nỗi nhớ nhung con 50%. Và 5-6 tháng sau mang cái đầu chọc về rồi, bà mới bắt đầu là nhìn thấy bà cứ lăn ra ở sân rồi cứ thế lăn lóc rồi bảo mày lừa tao thế này thế khác. Mày bảo 3 năm 9 tháng mày về, sao bây giờ mày cạo tóc mày về làm sao được nữa, mày thăm tiểu thành chư làm sao mày về được nữa. Đấy, cho nên xuất thế tục ra rất khó. Thầy kể như vậy để cho các cô các chú mà có tâm nguyện xuất ra, đấy là một bài học kinh nghiệm. Ngày xưa Đức Phật đã làm, chư tổ đã làm, và thầy của mình cũng đã làm được điều đó. Và các vị muốn xuất được cái ngôi nhà đầu tiên thì phải có cái ý chí vững vàng, thậm chí hơn thế còn càng tốt. Nhưng bây giờ hơn thì rất khó, thầy chỉ mong các con là được bằng 50% hoặc bằng 80% của thầy là tốt rồi. Cái thứ hai đó là xuất phiền não ra, tức là ra khỏi nhà phiền não. Ra khỏi nhà phiền não đây phải có cái thời gian huân cộng tập huân tu rất là lâu, phải có thời gian. Đặc biệt là chúng ta phải đi đúng đường lối, đúng chính pháp của Đức Phật, tu tập, rèn luyện tâm, thân tâm của mình. Thân thì phải chịu khó, chịu khổ, tâm thì phải hạ mình khiêm cung. Thì khi đó mới dần dần mới ra được khỏi cái nhà phiền não được. Xuất phiền não ra tức là ra khỏi nhà phiền não. Mà có ra khỏi nhà phiền não thì mới nhà tam giới. Nhà tam giới tức là chỉ cho ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới có 6 cõi, đó là cõi trời, cõi người, cõi Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Sắc giới và cõi vô sắc giới tức là 2 cõi trời bên trên. Cõi trời sắc giới, vô sắc giới, các vị muốn hiểu rộng về xem thêm, không có thời gian để nói nhiều. Đó. Ra khỏi nhà tam giới tức là tự do, tự tại, thoát ly sinh tử. Hay nói như trong kinh của Đức Phật đó, chứng được tứ thánh quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Nhưng mình ở đây tu hành thời mạt pháp này không tự chứng được cái quả vị đó thì mình cầu gì? Cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hoan nở thấy Phật như trong kinh Vô Lượng Thọ nói liền chứng được quả vô sinh, tức là tương đương với hàng thất địa Bồ Tát và tương đương với hàng thánh quả A La Hán ở thế giới Sa Bà chúng ta này. Như vậy đó chính là con đường để xuất ly tam giới. Đó, chúng ta thấy ngộ nhập Phật chi kiến tức là nhận được ra mình có đầy đủ tự tính thanh tịnh như là Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà và mười phương chư Phật. À,
và tu tập cho thoát khỏi được cái sự sinh tử khổ đau luân hồi đó. Cho nên á, học Phật, hiểu Phật là một việc khó, được gặp Phật là việc khó, mà được học Phật chân chính và hiểu Phật một cách đúng nghĩa để mà tu tập á, quả thực là một cái việc cực kỳ khó. Cho nên á, ở đây để cho chúng ta nâng cao cái kiến thức và trí tuệ về Phật pháp, kiến thức về Phật học của chúng ta, để chúng ta không đi lầm đường lạc lối, tin sâu vào pháp môn tịnh độ, lập đại nguyện và hành đại hạnh. Hành đại hạnh tức là gì? Một lòng chuyên tu một pháp môn. Hòa Thượng Tịnh Không nói hành đại hạnh tức là một lòng chuyên tâm tu tập, tin sâu nguyện thiết trường kỳ chuyên tu. Đó gọi là hành đại hạnh. Chỉ một pháp môn tịnh độ thâm nhập, lấy ba bộ kinh căn bản, đó là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ, và nương vào một bộ luận căn bản tức là luận vãng sinh của ngài Thế Thân Bồ Tát này, hay gọi là ngài Thiên Thân Bồ Tát này. Đó. Thì đây là bộ luận đầu tiên của Tịnh Độ Tông, bộ luận đầu tiên mà các tổ sư đều nương vào cái bộ luận này để làm cái nền tảng tu hành cho tăng ni và Phật tử của Tịnh Độ Tông. Niềm tin đối với pháp môn tịnh độ của chúng ta nó phải trước sau như một, không thay đổi. Ví dụ như mới tối hôm qua, sư phụ của thầy tức là thượng tọa ở chùa Vạn Niên gọi điện cho thầy bảo là gì, sang tuần á thì có hai đức Đại Lạt Ma ở Tây Tạng đến tới Việt Nam để truyền bá hai cái pháp môn rất là quan trọng, hai phương pháp quan trọng, đó là phương pháp là gì, dùng cái phương pháp gọi là cách là học an vị tượng và chấn điểm, dùng bằng mật tông để chấn điểm, rồi để chấn điểm để cho cái cục đất đó, cái thế đất đó nó tốt đẹp lên, cho ngôi chùa đó nó hưng vượng lên, và cho gia đình đó là phát lộc phát tài lên, vân vân. Cụ bảo đến đó mà học hay lắm. Thì cái phương pháp thứ hai là cái phương pháp đàn tràng, nghi thức đàn tràng của mật tông. Thôi bảo là đấy thì ông có đi học không thì đăng ký, tôi đăng ký là lên mà đi, hay là cho bác nào đi học không thì lên mà đi. Các vị biết tôi trả lời thế nào không? Với sư phụ của mình mà trả lời một câu đó rất là khó, nhưng mà tôi vẫn phải trả lời. Tôi trả lời là con rất hoan hỉ khi mà sư phụ quan tâm tới con, quan tâm tới chúng con. Nhưng mà con đã phát nguyện là tu theo pháp môn tịnh độ và phẳng hóa pháp môn tịnh độ rồi. Con là trình độ không có nhiều cho nên không dám học nhiều, học một pháp môn thôi. Sư phụ hoan hỉ cho con học một pháp môn và hoàng truyền một pháp môn thôi, để báo đức ân Phật, báo đức ân sư phụ thôi. Đó. Niềm tin của chúng ta nó phải như thế. Nay nghe vị pháp sư nào này đến bảo pháp sư này giỏi lắm, đến dạy cái này, chúng ta lại chạy theo lại mời vị pháp sư đó đến, hoặc là chúng ta chạy đến học vị pháp sư đó, lại mất vài năm. Vài năm xong rồi thì lại gặp một vị pháp sư khác đến, bảo là có pháp môn hay lắm, chúng ta chạy theo vài năm nữa. Và như vậy chúng ta kết cục chẳng đến được cái đích nào. Tuổi già đã đến, vô thường đã đến, và chúng ta chết méo rồi. Cho nên đây là một cái kinh nghiệm gọi là tin sâu, nguyện thiết và hành cho chuyên. Muốn có niềm tin sâu và nguyện thiết đó, thì cái bộ luận vãng sinh này, ngài Thiên Thân Bồ Tát là một vị đại luận sư, là một vị tổ của, một vị tổ sư của pháp tướng tông, tổ sư của pháp tướng tông, mà ngài còn phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Không chỉ ngài mà còn gì, còn các vị tổ sư như là Mã Minh, Long Thọ. Mã Minh tức là cái vị là sư phụ của ban trên của ngài Long Thọ. Vì sao gọi là Mã Minh Bồ Tát? Ngài rất là giỏi. Ngài vào cung vua, ngài thuyết pháp á, khi ngài thuyết bài pháp xong rồi á, bắt đầu ngài mới hỏi đức vua là gì, bệ hạ có hiểu bần tăng nói gì không. Thì khi đó là gì, bệ hạ vẫn im lặng chưa nói gì. Thì khi đó ngài Mã Minh nói rằng á, tôi thuyết pháp như vậy, tôi nói pháp như vậy, các chúng hữu tình ở chung quanh đây có hiểu không? Ngài vừa nói xong một cái là cả cái bầy ngựa, cả cái đàn ngựa của nhà vua
ở trong cái đằng sau đều hí vang lên ba hồi thật dài. Hí vang ba hồi như vậy, và khi đó là gì? Đấy, tổ sư thuyết pháp đến gì? Đến súc sinh còn hiểu, ngựa là súc sinh đấy. Súc sinh còn hiểu được lời giảng pháp. Cho nên từ đó ngài mới gọi là gì? Mã Minh Bồ Tát. Mã tức là ngựa, Minh tức là kêu. À, ngựa kêu. Tức là ngựa nghe lời thuyết pháp của đại sư mà gì? Hoan hỉ mà hí ba hồi kêu vang cả một cái bầy ngựa của nhà vua. À, cả bầy ngựa nhà vua hàng nghìn con ngựa đều hí vang như thế, cho nên từ đó ngài mới có pháp danh là gì? Mã Minh Bồ Tát. Người đời ngài mới gọi là Mã Minh Bồ Tát. Rất nổi tiếng. Sau này nếu có duyên thì sẽ giới kể về lịch sử của ngài cho chúng ta nghe. Đến Long Thọ. Long Thọ Bồ Tát là một vị đại luận sư nổi tiếng vô tiền khoáng hậu của Ấn Độ. Đó. Mà Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn ngài đã nói là gì? Sau khoảng độ 800 năm khi ta nhập Niết Bàn thì sẽ có một vị Bồ Tát, một vị Thánh Tăng ra đời, đó chính là Long Thọ Bồ Tát, sẽ đem giáo pháp của ta để xiển dương rộng khắp Bắc Ấn Độ, nhấn đến cho khắp trong nhân gian, càng về lâu giáo pháp càng được lan truyền rộng rãi. Đó. Ngài Long Thọ nổi tiếng với gì? Bộ Kinh Hoa Nghiêm. Bộ Kinh Hoa Nghiêm á, chúng ta biết là Đức Phật thuyết á, khi Đức Phật thành đạo, ngài thuyết trong vòng 21 ngày, ngài dùng, ngài ngồi thiền ở dưới cây Bồ Đề và thuyết Kinh Hoa Nghiêm cho các hàng Bồ Tát và pháp thân đại sĩ và các vị Thiên Long Bát Bộ nghe thôi. Vì khi đó chưa có gì, chưa có các đệ tử xuất gia, như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, phải nhấn đến là 50 ông Kiều Trần Như cũng vẫn chưa xuất gia. Vì khi đó ngài thành đạo xong một cái, ngài ngồi nhập định ở dưới 21 ngày đêm ở dưới gốc cây Bồ Đề. Người bình thường ấy thì nhìn thấy là ngài gì? Ngài ngồi thiền, nhưng mà thực tế ngài đang vân tập ở trong Hải Hội Thánh Chúng và thuyết vô lượng pháp bảo ở trong 21 ngày đêm đó. Và đại chúng Bồ Tát khắp mười phương vân tập, trong đó có Văn Thù, Sư Lợi, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Âm Thế Chí và các vị đại Bồ Tát, các vị pháp thân đại sĩ và pháp thân của các vị thánh tăng đều vân tập về để nghe pháp hội đó. Các vị chư thần, chư thiên đều vân tập về nghe pháp hội đó. Và pháp hội đó sau khi thuyết xong, nhân gian không ai biết cả. Mà phải thì phải đến gần 800 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn mới có vị Bồ Tát là ngài Long Thọ, ngài nhập định và đi xuống Long Cung Sa Kiệt La. Tức là nơi Long Cung đó, thì khi đó vua Sa Kiệt La, tức là vua của loài rồng á, ở dưới cung Sa Kiệt La. Vì vua Sa Kiệt La, tức là vua rồng Sa Kiệt La đó, hơn 800 năm trước ngài đã đến dự cái pháp hội Hoa Nghiêm mà Đức Phật thuyết 21 ngày đêm sau khi mới thành đạo đó. À. Và Long Vương ở dưới cung Sa Kiệt La đó đã ghi chép lại và để thành một cái kho, một kho tạng, một cái kho kinh sách, một kho kinh sách, một cái kho rất rộng lớn chỉ chứa Kinh Hoa Nghiêm. Và tất cả giáo pháp của Đức Phật dạy, tuyên dạy trong 49 năm đó ở dưới Long Cung đều có hết. Và những cái kinh sách ở thế gian của chúng ta này chỉ chép lại được một phần nhỏ, chứ còn Long Cung Sa Kiệt La mới là ghi được đầy đủ, ghi được đầy đủ kinh sách của Đức Phật nói. Vì sao ghi đầy đủ? Vì Long Vương đó chính là Bồ Tát, chính là một vị Bồ Tát chứng được quả thập địa. Và vì muốn hóa độ loài long cho nên là gì? Cho nên là thị hiện giáng sinh vào làm Long Vương và để dạy bảo cho các vị long thần học Phật pháp. Chúng ta đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Môn thứ 25, chúng ta thấy thì Bồ Tát Quán Thế Âm là gì? Khi mà chúng sinh cần dùng thân gì thì ngài dùng thân đó để sao? Để độ chúng sinh. Cần dùng thân Thiên Đế Thích thì ngài dùng thân Thiên Đế Thích để phổ độ chúng sinh. Cần dùng thân gì? Người thì ngài dùng thân người. Cần dùng thân nữ thì dùng thân nữ. Cần dùng thân nam thì dùng thân nam. Nhấn đến cần dùng thân của loài súc sinh thì ngài dùng thân của các loài súc sinh đó để độ chúng sinh. Đó, cho nên chúng ta thấy thì Long Vương mà giữ cái kho kinh tạng Hoa Nghiêm của Đức Phật cũng là vị Bồ Tát lớn như thế. Nhưng sau này ngài Long Thọ Bồ Tát ngài phải nhập định và mới đi xuống được cung đồng ở Sa Kỳ La đó với vua Long Vương, đó cho ngài vào thăm cái tàng kinh các của Long Vương
Thì khi đó ngài đọc thế là gì? Có hàng hà sa số những cái bài kệ. Ngày xưa Đức Phật thuyết là toàn thuyết những bài kệ ngắn, những bài kệ thôi, sau này mới dịch ra văn trường hàng thôi. Thế còn cái kinh Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm ngày xưa Đức Phật toàn thuyết những bài kệ, những kinh pháp cú á. À, giống như kinh pháp cú, từng câu ngắn, từng đoạn ngắn như vậy. Và ngài Long Thọ Bồ Tát đọc những cái bài kệ thiết yếu là 80.000 bài kệ về chép thành bộ kinh Hoa Nghiêm của chúng ta đang học bây giờ. 80.000 bài kệ. Chúng ta thấy các ngài học lướt qua đến đâu thì nhớ đến đó. Các vị Bồ Tát đã chứng đắc thánh quả, như chúng ta thấy nghe băng đĩa giảng của Thượng Tuyên Hóa chưa? Chúng ta thấy là gì? Người trước lên giảng 1 tiếng đồng hồ hay là 3 tiếng đồng hồ, người thầy lên giảng 3 tiếng đồng hồ, thì ngài Tuyên Hóa là gì? Nghe xong một cái lên giảng từ đầu đến cuối không sai một chữ, không nhầm một câu. Người thầy giảng đến 5 tiếng đồng hồ thì Hòa Thượng Tuyên Hóa cũng lên giảng 5 tiếng đồng hồ cũng không sai một chữ, không nhầm một câu. Nói đến đâu ngắt hơi, nói đến đâu thì dừng, thì ngài Tuyên Hóa làm y như thế. Đó, chúng ta thấy còn huống chi là Bồ Tát Long Thọ. Cho nên ngài đọc lướt như vậy, chúng ta thấy đến như các vị như là Mã Minh Long Thọ, nhấn đến như là các vị Thiên Thai Chí Đả, như là tổ của Pháp Hoa Tông của Trung Quốc, hay là như là ngài Thanh Lương là tổ của Hoa Nghiêm Tông của Trung Quốc, vân vân. Hoặc là như ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư được coi là gì? Là vị tổ sư đại triệt đại ngộ của Thiền Tông Trung Hoa, ở dòng Pháp Nhãn của Thiền Tông Trung Hoa. Mà ngài gì? Sau này ngài cũng quy hướng tịnh độ, và ngài chuyên tu và chuyên hoằng tịnh độ. Cho nên á, chúng ta phải biết rằng pháp môn tịnh độ này là một pháp môn là phổ cập cho các căn. Thường căn như là Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí, Mã Minh, Long Thọ. Vậy mà các ngài còn tin và tu theo pháp môn này, còn chuyên hoằng pháp môn này, huống chi là chúng ta. Bây giờ có những cái, có một số những vị pháp sư nói là gì? Pháp môn tịnh độ là dành cho những cái người mà ngu si, thiếu trí, gọi là ông già bà cả đó, thì không học được cái pháp cao siêu của Phật nữa, mới phải học tịnh độ. Nói như thế hoàn toàn là sai với bản ý của Phật, sai với lời dạy của Tổ. Chúng ta biết nếu mà nói là pháp môn tịnh độ dành cho ông già bà cả, thì như vậy là Mã Minh Long Thọ, Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí đều ông già bà cả hay sao? Có phải không? Cho nên những cái bậc đại sĩ như vậy còn phát nguyện Thiên Thai Chí Giả Đại Sư được coi là Tiểu Thích Ca Đông Độ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gọi là Đại Thích Ca ở Ấn Độ, ở Tây Thiên. Còn Thiên Thai Chí Giả Đại Sư được gọi là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, gọi là Tiểu Thích Ca Đông Độ. Và giống như Việt Nam chúng ta có gì? Có Trần Nhân Tông đấy, cũng có thể là hóa thân của gì? Của Phật, của Bồ Tát, một vị Phật, một vị Bồ Tát nào đó, vậy mới làm được những cái việc hy hữu như thế. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy là gì? Phải phát và giữ chọn cái niềm tin với cái pháp môn này. Chúng ta phải thấy rằng là gì? Đức Phật đã dạy pháp môn này, ngài đã huyền ký ở trong kinh Bi Hoa và kinh Đại Bảo Tích là gì? Ngài nói là thời mạt pháp duy nhất là chỉ có tu theo pháp môn tịnh độ là được đới nghiệp vãng sinh và bảo đảm giải thoát một đời mà thôi. Còn các pháp môn khác thì cũng vẫn có người giải thoát, nhưng muôn người chưa được một. Muôn người tức là một vạn người đó, chưa được một. Thì chúng ta bằng một vạn người mà chưa được một, một chọi một vạn mà còn chưa chắc, thì bây giờ chúng ta có chắc không? Mà thậm chí phải bao nhiêu vạn người tu theo các pháp môn khác mới được một người, chứ không phải là thời mạt pháp một vạn người còn chưa được một, thì có nghĩa là phải vài vạn mới có thể được một. Đó. Hòa Thượng Tịnh Không nói cái thời mạt pháp này để tu được đắc tiền đắc định còn khó, triệt tâm và ngộ tính còn khó. Ngày xưa gọi là đại triệt đại ngộ đó còn khó. Đại triệt đại ngộ chưa phải là hoàn toàn chứng đắc thánh quả và vĩnh ly sinh tử chứ. Đại triệt đại ngộ tức là mới chỉ là minh tâm kiến tính thôi. Minh tâm kiến tính rồi thì còn phải khởi tu nữa, khởi tu để diệt vọng, diệt hoặc nghiệp nữa. Diệt hết hoặc nghiệp thì khi đó thì tâm tính mới hoàn toàn rỗng lặng. Tham sân si dần dần mới tiêu trừ, nghiệp chướng dần dần mới sạch trơn. Khi đó chúng ta mới tự do tự tại trong sinh tử được. Bằng không á, vẫn đầu thai trở lại nhân gian như thường. Chúng ta biết đó, cái vị vua đầu nhà Thanh á, Khang Hy đúng không? Vua Khang Hy
Vua Khang Hy chính là gì? Hóa thân của một vị thiền sư ở Việt Nam chúng ta. Một vị cao tăng được gọi là cao tăng đắc đạo ở Việt Nam chúng ta. Tu một đời tu tập là trở thành một vị cao tăng, một vị đại hòa thượng cao tăng rồi. Mà cuối cùng lại gì? Kiếp sau lại chuyển thế là một vị vua. Cả đời không sát sinh, cả đời trước tu hành không sát sinh, ăn chay tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, giữ giới. Đời sau là một vị vua. Đời trước thì đoạn tuyệt với tài sắc danh thực thủy, nhưng đời sau thì gì? Ngũ dục đó lại luôn quấn quanh bên mình. Làm ông vua, chúng ta biết là ông vua của thời phong kiến ngày xưa ít nhất phải có đến 3.000 cung tần mỹ nữ, tức là 3.000 người vợ đó. Ít nhất là 3.000 người vợ. Món ăn bày lên trên bàn, ăn được hay không ăn, ít nhất là phải 100 món. Thì chúng ta thấy một đời tương giao rau cả muối để tích đức cho đời sau, thì đời sau lại đốt phúc bao nhiêu. Một đời sống thiểu dục, chi túc, không mắc vào nạn là gì? Nạn nữ sắc. Thì đời sau thì lúc nào cũng ít nhất cũng 3.000 cô gái đẹp nhất nước ở bên cạnh, làm sao mà chẳng chết. Đó. Rồi cả đời thì gì? Không dám sát sinh, nhấn đến một con muỗi cắn mình còn gì, dùng tay để phủi phủi cho nó bay đi. Đời sau hạ lệnh một cái là gì? Hàng vạn vạn tinh binh đem đi chinh phạt các nước nhỏ hơn, yếu hơn để mở rộng bờ cõi. Để cho gì? Thỏa cái niềm, cái lòng tham mê quyền lực và mở rộng bờ cõi của đất nước của mình. Như vậy là tạo nghiệp rồi. Sát sinh, dâm dục, thậm chí là nói là tà dâm cũng có. Vì con gái nhà lành, con gái đẹp nhà lành cho các quan đấy lại đến là bắt về đấy chứ. Đâu có phải là người ta muốn người ta cưới đâu, đến để bắt về đấy. Bắt về, đem nhốt vào trong cung đó, thưởng cho vua. Đó, cho nên chúng ta thấy lúc đó thì trả tội gì lại không làm nữa. Cho nên vì vậy mà trong cái văn kinh tụng kinh A Di Đà chúng ta gì, con đó, trong cái phần phát nguyện về sau đó nói là gì, các tổ là văn là gì, con đó, đọc tụng kinh này, tu tập pháp môn này là nguyện là gì? Nguyện là chỉ cầu cái pháp môn gì, vô thượng chính đẳng chính giác thôi, chẳng cầu nhân thiên, vua chúa quan lại cũng không cầu, chẳng cầu ở đời sau giàu có sung túc, mà chỉ cầu gì? Cầu một đời vãng sinh. Trước khi nhắm mắt xuôi tay được A Di Đà Phật hiện đến, Quan Âm Thế Chí hiện đến báo cho trước ngày giờ. Nếu không báo trước thì cũng gì? Cũng tiếp bước thần thức của mình vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhỏ thì đới nghiệp vãng sinh. Về thế giới đó ở biên địa Tây Phương Cực Lạc, sau 500 kiếp thì cũng được dự vào Liên Trì Hải Hội. Nếu vào hạ phẩm hạ sinh thì chậm nhất là sau 12 kiếp là được thành Phật. Còn á, dự vào được sinh về biên địa Tây Phương Cực Lạc á, thì nói là gì? Chậm nhất là 500 kiếp sẽ được thành Phật. Còn sinh vào hạ phẩm hạ sinh thì chậm nhất là 12 kiếp được thành Phật. Tội gì? Chúng ta ở lại thế giới này biết trải không biết bao nhiêu kiếp. Hết kiếp này, nếu không được vãng sinh, chúng ta thấy một vị cao tăng, một vị thiền sư sinh là một ông vua. Mà một ông vua thì lại hạ lệnh sát sinh. Đủ thứ bài đằng ở trên đời nữa. Cái gì, việc ác gì ông cũng dám làm. Tất nhiên việc thiện cũng có nhiều, nhưng so với việc ác thì việc thiện có thể còn nhiều hơn. À, việc ác có thể còn nhiều hơn. À. Cho nên á, đây là một cái bài học kinh nghiệm cho chúng ta. Đức Phật đã dạy trong các bộ kinh là thời mạt pháp, chúng ta nên tu cái gì thì giải thoát. Thời chính pháp tu cái gì giải thoát, thời tượng pháp tu cái gì giải thoát, và thời mạt pháp tu cái gì giải thoát. Ngài dạy rồi thì chúng ta nên y giáo phụng hành. Y giáo phụng hành chúng ta là nên y theo lời dạy của Đức Phật để mà thọ trì. Đừng có ngông cuồng, đừng có bướng bỉnh và đừng có ngang tàng. Đó chính là cái một người con Phật khôn ngoan, khéo léo và biết vâng lời. Khôn ngoan khéo léo biết vâng lời thì đương nhiên sẽ được hưởng những cái thành quả tốt đẹp mà cái người cha sẽ dành cho mình. Người cha đó chính là Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, là Tử Phụ A Di Đà Phật, thậm chí là mười phương chư Phật cũng tán thán khen ngợi và thưởng cho ta những cái thành quả tốt đẹp của các ngài nữa, đã tu tập chứng ngộ nữa. Vì á, chúng ta biết trong kinh A Di Đà nói là gì? Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói kinh A Di Đà là mười phương chư Phật đều hiện ra tướng lưỡi dài rộng. Nhưng trong kinh á, cái bản văn kinh của ngài Kim Ma La thập dịch á, thì bỏ bớt đi bốn phương là Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc và Tây Bắc, chỉ dịch là gì? Sáu phương thôi, là Đông Phương, Nam Phương, Tây Phương, Bắc Phương, Thượng Phương và Hạ Phương thôi. Đấy, sáu phương cũng đã gì?
đã là bao quát đủ cho 10 phương rồi. Cho nên ngài Kiu Ma La Thập lược bớt đi 4 phương bảng, tức là Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc và Tây Bắc, để lấy 6 phương. Thực tế trong bản văn cổ của Phạn Văn Kinh Nha Mi Đà đó là 10 phương chư Phật đều hiện ra tướng lưới dài rộng che khắp 3.000 đại thiên thế giới, tam thiên đại thiên thế giới, tức là 3.000 đại thiên thế giới. Nói lời thành thực ra gì? Là chúng sinh các ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng thể nghĩ bàn, và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Đó. Cho nên chúng ta đọc tụng kinh A Di Đà, hay đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ, đọc kinh tụng kinh của Quán Vô Lượng Thọ, chúng ta tu tập theo kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ, chính là chúng ta đang làm theo lời dạy xưng tán và sự hộ trì của 10 phương chư Phật, không chỉ 6 phương mà 10 phương chư Phật. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì? Hòa Thượng Tịnh Không ngày xưa khi mới nghe pháp á, tôi nghe Hòa Thượng Tịnh Không sư phụ nói là gì, là người mà chuyên giảng kinh A Di Đà và chuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ á, và chuyên tu theo kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ sẽ không có già, không có bệnh và không có chết. Thế nghe Hòa Thượng nói như vậy mình bảo là Hòa Thượng nói thì gì mà quá thế, nói không già, không bệnh, không chết. Vậy thì tại sao Hòa Thượng lại già? Đặt ra câu hỏi trong lòng như vậy. Tất nhiên bệnh thì Hòa Thượng chưa bệnh rồi, nhưng rồi Hòa Thượng già thì Hòa Thượng cũng sẽ phải chết. Nói như vậy là quá quá người ta mà phản lại cho Hòa Thượng, phản bác lại lời nói của Hòa Thượng, thì Hòa Thượng chắc không quản lý gì để mà giải trình. Nghĩ trong bụng như thế. Nhưng bây giờ học vì hiểu sâu về chuyên sâu pháp môn tịnh độ mới nói, Hòa Thượng nói là gì? Không sinh, tức là gì? Được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc rồi, còn bị sinh tử luân hồi nữa không? Không sinh tử luân hồi nữa. Mà không sinh tử luân hồi thì có già nữa không? Không già nữa. Mà về thế giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật nói là gì? Này Xá Lợi Phất, vì thao thế giới đó gọi là Cực Lạc, Xá Lợi Phất này, vì cõi nước đó không có cảnh gì sinh, già, bệnh, chết, cho nên gọi thế giới đó là Cực Lạc. Thế giới đó thuần là những niềm vui, không có những nỗi khổ, cho nên thế giới đó gọi là Cực Lạc. Thế giới đó thọ lượng của chúng nhân đồng với thọ lượng của Đức Phật A Di Đà, không có ngàn số, không thể tính toán mà biết được, cho nên thế giới đó gọi là Cực Lạc. Thế giới đó chúng sinh gì, muốn cái gì khởi tâm niệm thì sự đó liền hiện đến, cho nên thế giới đó gọi là Cực Lạc. Cho nên bây giờ học sâu rồi mới thấm được lời dạy của Thượng Tịnh Không. Ngài nói là gì? Người đọc, người tu và người giảng kinh Vô Lượng Thọ là không sinh, không già, không bệnh và không chết ở cái chỗ đó. Chứ còn cái tâm thân của cha mẹ chúng ta sinh ra này, giống như Đức Phật Thích Ca, ngài cũng có gì? Có sinh ra, có già đi, và ngài có mấy cái bệnh, đó là bệnh đau đầu, bệnh đau lưng. Và tới khi mà sắp nhập Niết Bàn, ngài cũng bị do ăn cái nấm độc của ông cư sĩ Thuần Đà, cũng bữa cuối cùng của ngài, cho nên ngài cũng bị bệnh tiêu chảy và đi ngoài mất 3 ngày, thì cho nên ngài mới nhập. Vì vậy ngài mới gì? Trước khi nhập Niết Bàn, ngài cũng bị cái bệnh tiêu chảy và đi ngoài 3 ngày. À, thì khi đó ngài mới nhập Niết Bàn. Cái đó là gì? Là cái tấm thân cha mẹ sinh ra bằng gì? Bằng tinh cha huyết mẹ đó. Thì đương nhiên có sinh, có già, có bệnh, có chết. Nhưng tâm của Đức Phật có sinh, có già, có bệnh, có chết không? Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16, Đức Phật nói là thế nào? Ta đã vốn tự thành Phật đã từ vô số A Tăng kỳ kiếp rồi. Đây chỉ là một hóa thân của ta thôi, chứ thực sự ta đã thành Phật từ A Tăng kỳ kiếp về trước, không thể dùng con số tính đếm mà biết được rồi. Đó. Cho nên đó, học Phật Pháp Đại Thừa, khi chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của Phật Pháp Đại Thừa thâm sâu và huyền diệu vô cùng. Lý luận thì cao siêu, mầu nhiệm đến tột bậc. Nếu chúng ta thực hành thì sẽ an tịnh và giải thoát đến cái quả vị rốt ráo, đó là thành Phật. Đó. Còn tu theo Pháp Môn Tiểu Thừa đó, chỉ có thành gì? Đến quả vị A-La-Hán là cao nhất thôi. Những A-La-Hán trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật còn nói là gì? Đức Phật còn chê. Chê là gì? Chê cho hàng gì? Hàng nhị thừa. Sợ gì? Sợ đi vào đời để phổ độ chúng sinh, sợ khó, sợ khổ. Cho nên ngài Ma Ca Diếp, sau khi được Phật thấy Phật thọ ký cho tôn giả Xá Lợi Phất, là Ma Ca Diếp với đại chúng là gì? 1250 vị đứng dậy run rẩy đứng lên bạch với Đức Phật là gì? Chúng con từ xưa đến nay cứ nghĩ là chúng con đã gì, đã chứng được quả vô lậu rồi, chúng con là bậc vô học rồi, không còn gì để học nữa, và chỉ chờ nhập Niết Bàn để thành Phật thôi, nhập Niết Bàn tự do tự tại thôi. Nay được Đức
Phật là gì? Thọ ký cho sư huynh Xá Lợi Phất. Chúng con mới giật mình như người là ngủ mê giật mình tỉnh dậy vậy, biết rằng cái quả vị của chúng con là gì, chứng ở đây chưa thực sự là hoàn toàn giải thoát mà mới chỉ là phương tiện thôi đó. Còn thực sự là gì, phải thành Phật như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật, đó mới là cái người hoàn toàn rốt ráo. Còn chúng con ở đây, sau này Đức Phật mới nói gì, nói đến mấy phẩm kinh sau Đức Phật mới nói đến phẩm gì, hóa thành dụ. Đức Phật mới nói là gì, quả vị tu chứng của các vị A-la-hán giống như mà mới đi được nửa quãng đường thôi, đi được nửa chặng đường của từ sinh tử cho đến thành Phật thôi. Còn đến ngôi nhà bảo sở, tức là thành Phật đó, thì mới là ngôi nhà viên miễn và ngôi nhà hoàn toàn là thanh tịnh, rốt ráo và viên thành nhất, viên mãn nhất cái quả vị tu hành của người tu hành, của những người xuất gia tu hành. Cho nên ở đây á, chúng ta thấy học Phật, hiểu Pháp để khởi tu là một vấn đề rất quan trọng đối với một hành giả. Tôi nói là một hành giả, tôi không nói là học giả. Nếu mà học giả thì họ chỉ học xong rồi á, học xong rồi để họ đi cãi nhau, học xong rồi họ đi giải thích, học xong rồi họ đi phân tích, và học xong rồi là để họ đi viết sách. Nhưng chúng ta thì nếu muốn giải thoát sinh tử thì chúng ta không thể làm một học giả, mà chúng ta phải làm một hành giả. Hành giả tức là học đến đâu chúng ta phải thực hành lời dạy của Đức Phật đến đó. Không được 100%, ít nhất cũng phải được trên 50% mới có cơ may giải thoát. Học xong bỏ đấy là không ổn. Học xong lại vứt đấy thì chúng ta như là một cái tủ sách thôi. Đem kinh sách để vào cái tủ có thành Phật được không? Không. Mà chúng ta phải chuyển hóa. Sách cho vào đầu chúng ta mà chúng ta không tự chuyển hóa cái tâm chúng ta đó thì chi kiến ngã mạn càng tăng cao. Cho nên ấy, người học Phật mà không chuyển hóa được lời dạy của Đức Phật ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luật đó thì càng ngày cái lòng ngã mạn của chúng ta càng cao. Cho nên người học Phật điều quan trọng là phải chuyển hóa tâm thức của mình, khiêm cung hạ mình, chuyển hóa tâm thức của mình, một lòng cầu học không bao giờ ngừng nghỉ đó, thì người đó mới là cái người tương ưng với đạo. Cho nên qua cái bộ luận này thì chúng ta mới thấy rằng không phải là các bậc phàm phu tục tử mới học theo cái bộ luận vãng sinh của ngài Thiên Thân này, mà đến như gì, Mã Minh Long Thọ ở đây dẫn là Mã Minh Long Thọ Thiên Thai. Thiên Thai là sơ tổ của Pháp Hoa Tông, và ngài gì, ngài Tử Ân Đại Sư, tức là sơ tổ của Hoa Nghiêm Tông. Hoa Nghiêm Tông, ngài Tử Ân Đại Sư hay còn gọi ngài Hiền Thủ Quốc Sư hay Hiền Thủ Đại Sư đó. Ngài là sơ tổ của Hoa Nghiêm Tông. Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ là con cháu của dòng Pháp Nhãn, một cái chi nhánh rất nổi tiếng của Thiền Tông Trung Hoa. Rồi cuối cùng ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư được coi là gì, hóa thân của Đức Phật A Di Đà, thì hiện tái lai để mà dẫn dắt chúng sinh vào con đường đạo. Vậy mà ngài đã đại triệt đại ngộ về Thiền Tông, nhưng tại sao ngài lại chuyên hoằng về Tịnh Độ Tông và trở thành một trong vị tổ thứ 6 trong 13 vị tổ của Tịnh Độ Tông Trung Hoa đó. Cho nên chúng ta biết cái điều đó để chúng ta tăng thêm cái niềm tin của chúng ta, tăng thêm cái niềm tin, cái chi kiến Phật của chúng ta, để chúng ta học tập và tu dưỡng theo pháp môn của chúng ta không bị thay đổi. Không có đừng có hôm nay nghe người ta nói là mật tông nhanh thành Phật lắm, nhanh minh tâm kiến tính, nhanh được thần thông lắm, chúng ta chạy đi học mật tông đó. Quả thực á, học mật tông á, thì nếu chúng ta nhất tâm á, thì chúng ta cảm nhận được rất nhiều những cái sự gia hộ của chư thiên, thiên long bát bộ gia hộ nhiều lắm. Ngày xưa chúng tôi cũng tu hành mật tông một thời gian, chúng tôi cũng hay chỉ chú một thời gian, thậm chí là chúng tôi cái cảm nhận về tâm linh của chúng tôi á, ví dụ ngày nay có ai đến chùa là chúng tôi biết chắn rồi, biết trước là chuẩn bị có ai đến chùa rồi, phải chuẩn bị có cái việc gì đó, người ta có người báo cho mình biết trước rồi. Nhưng mà chúng tôi thì không hay nói ra cái chuyện đó, mà thậm chí bây giờ họ vẫn cứ như vậy, lắm khi họ báo cho mình cái này cái nọ, nhưng mà tôi không tiếp nhận, mà có tiếp nhận tôi im lặng thôi, cảm ơn họ và im lặng thôi, coi đó là chuyện bình thường, không có sao cả. Mà sở dĩ tôi được như ngày hôm nay là
Thiên Long Bát Bộ đã báo cho tôi và hộ trì tôi rất nhiều, thậm chí các vị Bồ Tát hộ trì mình rất nhiều. Mỗi khi tôi khởi một cái niệm tâm sai với giáo pháp một cái là người ta báo cho mình ngay, liền tôi là quay trở về trong mình ngay. Đó. Tôi được một cái thế giới tâm linh hộ trì cho mình rất nhiều như vậy. Cho nên vượt qua rất nhiều những cám dỗ, rất rất nhiều những cám dỗ mình vượt qua một cách có thể nói là không nhẹ nhàng, nhưng mà đều vượt qua được hết. Là vì là luôn luôn bên cạnh mình có cảm nhận một thế giới tâm linh luôn ủng hộ mình. Vậy họ vì sao ủng hộ mình? Vì họ mong mình sẽ có thể gì? Có thể tu hành đúng chính pháp, có thể một đời giải ngộ, có thể một đời đắc đạo để mà giúp đỡ chúng sinh. Vậy mà mình phụ lòng họ sao được? Cho nên không thể phụ lòng các ngài được. Thiên Long Bát Bộ, các Bồ Tát bên cạnh mình hộ trì mình như thế, mình phụ lòng các ngài sao được? Cho nên phải cố gắng. Phải cố gắng, liền là lại dứt bỏ tham sân si ngay trong cái niệm nó vừa khởi đó, để mà quay về chính tâm, chính hạnh, chính nguyện của mình. Xuất ra để làm gì? Xuất ra để cầu đạo, trên cầu giáo pháp, dưới độ chúng sinh. À. Nhớ đến nó thì sẽ vượt qua được những cái cảnh giới mà nó trói buộc mình, nó mê hoặc mình và nó phỉnh gạt mình. Đó. Cho nên đấy cũng là những cái kinh nghiệm nói với các vị như vậy. Nhưng chúng ta biết thì biết như vậy thôi, chứ đừng có đi bô bô nói ra với người khác là tôi thấy cảnh giới này, tôi được người nọ ủng hộ vân vân. Đừng có nói ra điều đó. Đây là thầy nói với các quý vị là nói để cho các quý vị thấy những cái kinh nghiệm, chứ không phải là để khoe cái điều này là thầy tu hành cao siêu. Thầy không cao siêu gì cả. Thầy lúc nào cũng chỉ là một cái vị tu hành bình thường thôi. Hòa thượng Ấn Quang, pháp sư Ấn Quang ngài là hai bữa cơm cháo. Thầy ở đây thì phải vẫn phải ba bữa cơm cháo, tức là thầy còn kém. Ngài Ấn Quang được 100%, thầy chưa được 1%. Vì sao ạ? Vì vẫn còn phải ba bữa cơm cháo được mới nuôi được tấm thân này. Ngài Ấn Quang là hai bữa cơm cháo đã nuôi được tấm thân đó rồi. Nhưng mình phải ba bữa cơm cháo, xấu hổ lắm rồi. Đó. Hai bữa thì nó lại ốm đau, lại bệnh tật, lại không hoằng pháp, không tu tập được, không làm Phật sự được. Cho nên bắt buộc phải ba bữa cơm cháo. Và như vậy là giới đức của mình còn kém xa rất nhiều. Cho nên luôn luôn phải thấy khổ thẹn để mà tiến lên. Đó. Và chắc chắn một ngày nào đó, một năm nào đó, một thời gian nào đó khi mà công việc Phật sự nó hòa mòn, chắc mình cũng phải bớt đi một bữa cơm cháo xuống còn hai bữa thôi. Nếu mà cuối đời mà bớt được một bữa nữa là một bữa cơm cháo, Hòa Thượng Tịnh Không bây giờ, Hòa Thượng Tịnh Không gần 20 năm nay ngày chỉ có một bữa cơm thôi. Đó. Và không bữa cháo nào nữa. Đó có nghĩa ngày ăn một bữa. Mà ngài vẫn béo khỏe và giảng pháp mỗi ngày 4 tiếng đồng hồ, gần 100 tuổi mỗi ngày vẫn giảng 4 tiếng đồng hồ như vậy. Đó, thì chúng ta thấy khi tâm mà tịnh á thì công đức mà sinh ra thì không phải là vấn đề cơm. Hôm qua tôi nghe một cái bài giảng của Hòa Thượng nói là gì? Đó, đối với những cái bậc cái gì? Các bậc mà tu mà tâm mà định nhá thì ngài nói là gì? Có thể là 3 ngày mới ăn một bữa cũng được. Các bậc tỷ khiêu mà tâm đã thanh tịnh chưa chứng quả La Hán mới chứng quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, An Hàm thôi, 3 ngày mới đi ăn mới ăn một bữa, các ngài cũng vẫn khỏe mạnh bình thường. Đó. Còn đối với các bậc A La Hán á thì 7 ngày các ngài mới ăn một bữa cũng khỏe mạnh bình thường. Còn đối với các bậc Bích Chi Phật và Độc Giác á, 15 ngày tức là một nửa tháng các ngài mới ăn một bữa, mới uống một cốc nước, các ngài cũng sống khỏe mạnh bình thường. Đó. Thì chúng ta thấy đã tu tập tâm mà định thì cái năng lượng trong cơ thể của chúng ta nó tiêu hao rất ít. Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì? Ngài nói với sư phụ của ngài là ngài Lý Bình Nam, nói là gì? Con đã phát hiện ra một cái vì sao mà sư phụ ăn một bữa mà sư phụ làm tất cả công việc Phật sự sư phụ chịu, sư phụ vẫn khỏe mạnh, vẫn bình thường. Đó là vì tâm sư phụ gì an tịnh trong gì, trong câu Nam Mô A Di Đà Phật, câu A Di Đà Phật. Cho nên sư phụ ngày ăn một bữa mà tất cả việc Phật sự sư phụ làm mà sư phụ vẫn mạnh khỏe. Bây giờ con mới phát hiện ra là gì? 90% năng lượng tiêu hao trong cơ thể của chúng ta là gì? Do tham sân si. Chúng ta thấy ăn cơm vào, ăn các chất cơm rồi thuốc bổ rồi uống nước vào là gì? Năng lượng tiêu hao là 90% là do tham sân si. Còn 10% là do cơ thể chúng ta hấp thụ. Đó. Đó. Cho nên tâm mình khí hòa thì ngày ăn một bữa chúng ta vẫn khỏe. Nhưng tôi thì tôi thấy là mình xấu hổ là ngày ăn ba bữa mà vẫn chưa khỏe là do tâm mình chưa bình, khí mình chưa hòa. Vì phát nguyện nó cũng hơi lớn quá. Vì sao tôi nói phát nguyện lớn?
xúc chúng độ tăng đó là phát nguyện lớn. Mà xúc chúng độ tăng thì các quý vị biết là phải gì? Phải có chỗ ăn chỗ ở cho chúng nó bây giờ, cho các vị tăng bây giờ. Thời xưa Đức Phật đó thì người xuất gia thì đói thì đi khất thực, đến 11 giờ trưa nó bưng bình bát ra dân khất thực. Tối lại thì ngủ gì? Ngủ gốc cây, ngủ gò mã, ngủ ngoài đồng hoa, ngủ trong hang núi, hốc đá đều được cả. Bây giờ có đứa nào ngủ được không? Có vị sư nào ngủ được không? Đến chùa nào mà ăn mà không no á, mặc mà không đẹp một chút là ngày hôm sau nó, vài hôm sau nó tìm cái chùa nào mà ăn no mặc đẹp để nó tu, nó chả ở cái chùa nào mà thiếu thốn đâu. Nói với các vị như thế. Đến chùa nào mà tu là sư phụ là phải chiều như chiều vong á. Sư phụ mà khắt khe một chút á, bà mặc quần áo xấu xấu một chút nó đi ra ngoài, nó gặp các bạn bè cùng đồng tu trang lứa với nó mà ăn mặc ngoan lành nhá, quần là áo lượt đó, tuy là nâu sòng thôi nhưng mà nó mượt mà óng ả đó, vải tơ tằm, vải lụa, vải loan, vải loãn vân vân đó, mà nó cái quần áo bạc phếch đó, thế là nó cảm thấy là gì, mình hình như bị xúc phạm, chọn nhầm thầy rồi sao ấy hả? Đó vì thầy quay rẻ rồi, thầy bỏ mình như đứa con rơi. Người ta đi tu sướng như thế, sư phụ mình thì sao lại chả quan tâm, hay nó về nó so sánh rồi. Đó, bây giờ đi tu như thế, nhất là các chùa thành phố, ở trung tâm thành phố, nó nhìn nhau. Ông tiểu nhà kia đi tu mới có một năm, sư phụ mua con cho xe máy 30-40 triệu ve ve ngoài đường. Đi tu mới chưa đầy một năm, sư phụ cho đi cúng, tiền tiêu xả láng. Mình mà không được đi cúng, không được tiêu tiền xả láng á, về thì làm mình làm mẩy với thầy. Thầy nói mà cái là sẵn sàng là gì? Thôi con hết duyên với thầy rồi thì thôi con đi tìm chùa khác, đến đến ngôi chùa nào đó mà tạo điều kiện cho mình một năm mà được đi cúng đi bái, xe máy ngon, xe máy đẹp và tiêu tiền xả láng á. Đó, bây giờ nó không phải cầu pháp mà bây giờ nó cầu tài, cầu danh nhiều hơn là cầu pháp. Cho nên là ngày xưa đây nói với các vị một tí đây chuyện thật sự, ngày xưa chúng tôi đi học á, học trung cấp á, ít nhất là gì, là có phải đến 5-6 cô xuất gia có, tại gia có, nó cưa mình đến cùng luôn, nhưng mà mình phải cứ sách dép để mà chạy. Học học viên nó tính ít nhất là phải gần 20 vị nó cưa, may mà không đổ. Đó, đổ thì bây giờ không ngồi đây được nữa. Học về rồi ít nhất là cũng phải có 5-7 cô nó cưa nữa. Đó, cho nên đó, nó cưa đây không phải nó thích mình, mà do chính là do thiên ma ba tuần, do ma vương là gì, nó muốn hại Phật pháp. Mình phát nguyện một đời xuất ly sinh tử, cho nên là để nó tìm cách nó hại mình, nó dùng danh nó mua chuộc mình không bị dính, nó dùng gia đình mình thì xuất gia thì dùng gia đình, dùng gia đình để ràng buộc mình thì mình bỏ cái ngôi nhà tại gia một cách dễ dàng ấy. Không phải là dễ dàng nhưng mình quyết định mình bỏ một cách ngoạn mục như thế, nó không làm gì được mình rồi. Nó dùng tình cảm gia đình, cha mẹ, anh em, thậm chí là người yêu để mà trói buộc mình rồi, không trói được rồi, mình thoát ra một cách ngoạn mục. Rồi nó dùng đến danh vọng, cho mình vào chùa Hương, chùa Thầy không tu được nữa, đẩy cho mình ra cái ngôi chùa giữa thủ đô Hà Nội để tu. Chùa giữa thủ đô Hà Nội các quý vị biết là tiền rất là nhiều, Phật tử rất là giàu. Chỉ cần vào chùa một năm học được khoa cúng Phật, khoa cúng vong, rồi cúng bốc bát hương, cúng vong, chỉ cần đi 30 phút hoặc một tiếng đồng hồ thôi, về y rằng có 500, 1 triệu đút túi rồi. Các quý vị thấy không? Đi làm thợ, đi phụ thợ từ sáng đến tối 150.000, xách cái túi đi làm cóc chen chen một cái tiếng đồng hồ, về ít nhất có 500.000 đến 1 triệu, thậm chí đến 5 triệu. Gặp mà nhà nào mà hồ hởi phấn khởi đó, làm lễ cho kỹ một tí, than cho ai oán một chút đó, 10 triệu, 20 triệu cúng thầy hoan hỉ ngay. Đó, cho nên chính vì ở cái môi trường dễ kiếm tiền như thế thì nó lại làm cho con người ta gì khó giữ mình bấy nhiêu. Vì vậy ngày xưa tôi ở ngoài kia là ngày đêm tôi chỉ mong được về những ngôi chùa nông thôn để tu thôi. Khi ở ngoài đó thấy cái cảnh mà Phật tử suốt ngày đến chùa cứ không phải vì cầu pháp mà là chỉ vì cầu danh, cầu lợi. Phật tử đến chùa 10 người thì đến 9 người là thầy ơi cho con lập đàn, cầu cái này cho con mua may bán đắt. Thầy ơi cầu cho chồng con được thăng quan tiến chức. Thầy ơi cầu cho con của con được đỗ vào trường này trường nọ, xin được công ăn việc làm tốt. Toàn thế là nhiều. 10 người thì 9 người xin như thế. Có ai hỏi là thầy ơi tu tập thế nào được cho giải thoát đâu? Thế chả có đâu. Tôi ở ngoài đấy cả năm trời như chả thấy ai hỏi là thầy ơi cái phương pháp tu hành thế nào cho được giải thoát cả. Đó, cho nên đấy là cái thực trạng của Phật pháp Việt Nam của chúng ta ở khu phía Bắc thời bây giờ.
Vì vậy á, bây giờ á, chúng ta phải, nhất là các vị tăng ni trẻ và các vị Phật tử, chúng ta phải hộ trì những người đi theo con đường chính pháp. Và những tăng ni trẻ, chúng ta phải giữ được cái bản hoài xuất gia của mình để làm gì, giữ được cái tâm ban đầu sơ tâm phát nguyện xuất gia của mình để làm gì. Trong cuộc đời tu hành có rất nhiều chông gai, rất nhiều những cạm bẫy nó giăng ra. Nghịch duyên có, thuận duyên cũng có. Nghịch duyên bỏ được đã khó, nhưng thuận duyên bỏ được còn càng khó hơn. Các quý vị ạ, nghịch duyên bỏ khó. Thế thì nghịch duyên ngày xưa tôi nói lúc nãy là gì? Ông sư bác nó bắt mình đứng ngoài hàng tiếng, ngoài đứng ngoài trời mưa, trời rét căm căm mà lạnh quá muốn đổ cả ra ngoài sân, nó vẫn cứ bắt đứng đi, cho nó chửi, nó đuổi. Nó bảo, mày tu hành cái gì? Cái thằng dân tộc như mày tu cái gì? Trình độ lớp 4 văn hóa không có, tu cái gì? Tao học lớp 12 đây còn chưa ăn ai. Mày lớp 4 tu cái gì? Mày vào chùa chỉ vì miếng cơm manh áo, mày không làm được mà ăn, mày mới đến chùa mày tu. Bố mẹ mày đẻ mày ra không nuôi được mày mà mày đến chùa để tu. Đau khổ như thế, cay nghiệt như vậy, độc đoán như thế, rớt nước mắt, đứt từng khúc ruột mà vẫn phải ăn nhẫn để mà tu. Vì sao? Vì mình đã nguyện đến chùa, thịt nát xương tan không bao giờ quay lại lý trai làng rồi, khi mà còn là một cư sĩ tại gia rồi, thì phải tu làm sao đó. Cho nên phải ăn nhẫn mà tu, cho dù có đổ ra đấy, chết ở đấy thì nhà chùa chôn, chết ở trong chùa thì nhà chùa phải chôn. Mình thì sư phụ hòa thượng miền chủ đã nhận rồi thì chết ở đấy, đương nhiên thì là chưa được là chú tiểu thì cũng là người nhà chùa rồi, chứ chả bao giờ nhà chùa lại bắt người nhà đến để đem xác của mình về nữa cả. Mà có đem xác về nó chỉ là tấm xác không thôi, của tâm mình ở trong chùa rồi đó, nguyện như thế. Đó, cho nên đó, bây giờ cái người xuất gia để mà thành lập được một cái đại nguyện của mình và duy trì được cái đại nguyện của mình trong cái thời mạt pháp này, nhất là cái thời các quý vị biết là kinh tế càng phát triển, kinh tế đất nước càng phát triển, cuộc sống xã hội càng văn minh phát triển theo cái vật chất bao nhiêu ấy, thì người tu hành được đạo giải thoát lại càng ít bấy nhiêu. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không mới nói Phật giáo Đài Loan chỉ là bề nổi thôi, chứ không có chiều sâu. Vì sao Hòa Thượng nói như vậy? Vì Hòa Thượng nói là gì? Có những ngôi chùa hàng nghìn người xuất gia, nhưng mà thực tế chỉ có đi theo hình thức thôi, chứ còn người thực tu rất ít. Đặc biệt là Hòa Thượng Quảng Khâm khi Ngài mới từ Trung Hoa Đại Lục sang Đài Loan Hoằng Pháp, Ngài mới nói là gì? Phật giáo đích thực là ở Trung Hoa Đại Lục, còn Phật giáo Đài Loan là cái bong bóng. Vì sao ạ? Vì Phật giáo Đài Loan thiên về hình thức hơn, thiên về cái vấn đề tổ chức các khóa tu, khóa giảng, thậm chí đến 3, 4, 50 ngàn người, như cái pháp hội của Hòa Thượng Tinh Vân ở Phật Quang Sơn đó, 50 ngàn người tham dự một pháp hội, các quý vị tưởng tượng được không? 50 ngàn người tham dự một pháp hội, nhà mình với 5 ngàn người mình đã thấy là gì? Vất vả lắm rồi, mà là một cái kỳ tích ở miền Bắc, Phật giáo miền Bắc trong vòng 300 năm nay rồi. Thậm chí tôi nói với các quý vị, từ thời nhà Trần tới nay thì Phật giáo miền Bắc mới có quy tụ được 5.000 đến người đến cộng tu trong một pháp hội 3 ngày 3 đêm như thế. 800 năm nay rồi, chứ không phải là ít đâu. Còn chúng ta làm lễ khánh thành nhá, hay là lễ đồng thổ, lễ khánh thành gì đó thì có thể 20-30 nghìn người, thì chuyện đó chúng ta không nói. Nhưng mà 5.000 người cộng tu trong một pháp hội 3 ngày là một kỳ tích. Có thể nói là sau thời nhà Trần thì Phật giáo miền Bắc chúng ta chưa ở đâu làm được. Chúng ta làm được điều đó, nhưng mà chúng ta thấy là trong 5.000 người đó để chọn ra những người thực tu á, chưa được 50 người. Nói thật là như thế. Mà trong 50 người đó để chọn ra được một người tự do tự tại biết trước ngày giờ giải thoát á, chưa được 5 người. Hả? Tôi nói một người có khi còn khó. Thôi chúng ta thì cầu mong là đới nghiệp vãng sinh thôi, chứ còn tự do tự tại biết trước ngày giờ, tôi nói là 5.000 người chưa chắc là một người. Nhưng để giữ một lòng tin sâu nguyện thiết phát nguyện một đời đới nghiệp vãng sinh đó, thì cũng sẽ được một vài trăm người là quý rồi. Một vài chục người là càng quý, một vài trăm người càng quý nữa. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, cái nhân chúng ta tu ngày hôm nay sẽ là cái quả giải thoát cho đời sau của chúng ta. Đời này chúng ta tu được một tí rồi, nhân đó nó nuôi lớn lên một tí, giống như đứa trẻ con ấy mà. Năm nay bố mẹ nó nuôi được một năm, một tuổi, thì nó biết đi cứng cứng rồi.
sang năm bố mẹ nó lại nuôi thêm một năm nữa, nó chạy được rồi. Năm sau nuôi thêm một năm nữa và cắp túi thì học, học được chữ ABC rồi, học hát được, mà nói được vài câu rồi, bà ơi bà cháu yêu bà lắm rồi, vân vân. Rồi nuôi cho 2-3 năm nữa, bắt đầu vào lớp 1, nó đã biết được cộng trừ nhân chia sơ sơ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rồi. 1 + 1 = 2, 5 + 5 = 10 rồi, 10 - 5 = 5 rồi, vân vân. Học thêm 10 năm nữa, 12 năm nữa nó lên lớp 12, nó giải được nhiều bài toán khó, thậm chí nó giúp được công việc gia đình, nấu cơm, quét nhà, làm được công việc phụ giúp bố mẹ rồi. Trải qua 4-5 năm đại học nữa, nó ra trường, nó giúp đỡ được đất nước, giúp đỡ được xã hội, giúp đỡ được gia đình và giúp đỡ được chính bản thân nó rồi, đúng không? Đó, cho nên á, cái việc chúng ta học ngày hôm nay, tu pháp hội này, nếu chưa được giải thoát, chúng ta đừng có vội buồn, đừng có vội lo. Vì sao? Vì cái nhân tu ngày hôm nay chính là quả giải thoát cho chúng ta ở đời này hoặc đời sau. Đó, cứ bình tĩnh mà tu, đừng có đi sai đường là được, đừng có khởi tà tâm vọng tưởng đi sai đường là được. Chúng ta phát nguyện sinh Tây Phương thì một lòng một dạ tin vào pháp môn tịnh độ mà tu, khởi tính kiến tu. Chứ đừng có hôm nay tu cái này, mai lại tu cái khác. Như vậy chúng ta chưa đủ niềm tin vào A Di Đà Phật. Ví dụ chúng ta, ví dụ tối hôm qua mà tôi nhận lời sư phụ của tôi chẳng hạn, nghe sư phụ nói là hai vị Đại Lạt Ma ở Tây Tạng về truyền pháp môn mật tông và dạy cho cái phương pháp chấn niệm để làm cho chùa chiền hưng thịnh, Phật tử giàu có. Có được không? Có được. Có được đấy. Cái phương pháp chấn niệm dùng bằng phong thủy, dùng bằng bùa chú của mật tông để chấn niệm, để làm cho họ giàu lên á, có được không? Có. Thậm chí nhất là những người buôn bán mà làm cho họ chấn niệm đúng với cung mệnh của họ, chấn niệm giàu có lên rất nhanh. Nhưng mà gì? Lùn bại cũng rất chóng. Vì sao ạ? Vì những cái âm phúc của họ là tích ở đời trước, bây giờ mình co về, mình rút hết nó về để dùng hết, để dùng trong vòng một thời gian mấy chục năm hoặc là vài đời vài kiếp hết một cái thì đương nhiên là gì? Ăn hết nó đi, chả gieo trồng cái mới nữa. Mà mình cứ nghĩ là mình giàu rồi, mình nhanh, mình giàu có rồi. Mà đã giàu có rồi thì tu hành rất khó. Đó. Làm việc ác thì lại rất nhiều, coi thường những người nghèo khổ thì rất lắm. Cho nên đó, cứ để nó từ từ nó lên, nó gieo trồng từ từ nó lên thì nó lại bền. Vì vậy mà quan điểm của tôi là mấy năm nay là tôi không dùng cái chuyện phong thủy để giúp đỡ. Mấy năm trước là tôi suốt ngày đi phong thủy để giúp cho gia đình nào gặp vận gặp hạn, thì tai qua nạn khỏi, làm ăn không được thì để thần tài, để ban thờ, để hướng giường, để hướng bếp, hướng tủ, vân vân, hướng nhà, hướng cửa cho họ ăn nên làm ra, vân vân đó. Cho nên mấy năm trước là các đại gia đến nhiều lắm, ít Phật tử nhưng mà đại gia nhiều. Nhưng bây giờ mình không giúp cho các đại gia nữa, nó chạy đi đâu hết, thì Phật tử mình lại đông. Tuy là Phật tử các cụ già thôi, nhưng mà đa số là người cầu pháp, mình thấy vui hơn. Ngày xưa thì lắm người giàu mình cần tiền thì họ mang đến thôi, nhưng mà cần người bên cạnh mình để tu thì chả có ai cả. Đấy, cho nên đấy cũng là những cái bài học, những kinh nghiệm. Cho nên tôi là gì? Quyết định khước từ là gì? Không đi học cái đó và không cho ai đi học cái đó. Ai muốn đi học cái đó thì ra khỏi, xuất chúng ra khỏi, đến với các thầy đó mà học. Còn ở đây, trong một đạo tràng này thì thầy trò trên dưới một lòng như một, tin sâu nguyện thiết và hành chuyên một pháp môn, quyết đi tới đích. Đó là vãng sinh hoặc đới nghiệp vãng sinh một đời hoặc trong những đời tương lai. Như vậy mới là tin sâu nguyện thiết và hành một pháp môn. Đấy mới là nghe lời Phật và nghe lời Tổ. Đấy mới là y giáo phụng hành một cách chân chính, ngoan ngoãn. Ngoan ngoãn thì Phật sẽ thương. Chăm chỉ thì Tổ sẽ gì? Tổ sẽ gia hộ. Không có lo cái gì cả. Đấy chính là những cái mà người đệ tử Phật chúng ta phải cố gắng để mà duy trì và phát nguyện để mà theo. Đó, thì hôm nay thì chúng ta học về cái khởi nguồn. Khởi nguồn thì chúng ta thấy là hôm trước thì thầy nói về người tạo luận là người thiên thân. Nay thì nói về khởi nguồn, tức là nói về cái ý nghĩa và cái mình hãy nói có thể là bài tựa sơ sơ như vậy để chúng ta biết là mục đích ra đời của chư Phật là để khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho chúng ta, hay nói đúng hơn là mục đích ra đời của chư Phật là để chỉ bày pháp môn tịnh độ để cứu độ ba căn chúng sinh thượng trung hạ, đồng phát nguyện sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới và về nơi đó nương nhờ Đức Phật A Di Đà, và Đức Phật A Di Đà sẽ chỉ dạy và dẫn dắt cho chúng ta từng bước và thành Phật.
thì mới thôi. Đó, cho nên đó, pháp môn một đời thành Phật chính là đây. 84,000 pháp môn, nhưng pháp môn này là pháp môn mà ổn thỏa nhất. Pháp môn này là pháp môn một đời thành Phật, không có sai ngoa. Vì đó là lời từ kim khẩu của Đức Phật Thích Ca đã nói. 10 phương chư Phật hiện ra tướng lưới đại rộng để tán thán và khen ngợi và để chứng minh. Và chư lịch đại tổ sư Bồ Tát, Văn Thù Phổ Hiền, Mã Minh Long Thọ, Tôn giả A Nan Ca Diếp, vân vân, các ngài cũng đều quy hướng, nhấn đến các vị tổ sư. Việt Nam chúng ta như là ngài Chí Tịnh, rồi ngài Thiền Tâm là sơ tổ nhị tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, các ngài cũng quy hướng Tịnh Độ. Chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.